hộ hoa cao thủ tại đô thị, Hạ Thiên. chương 1601, chơi poker. Thật ra lúc này Tào Di và Lam Y Nhân cũng nhận ra động tính bất thường, sau khi quan sát kỹ thì thấy lời vạn tiểu sinh nói cũng đúng, hiển nhiên đối phương đã phát hiện ra họ sống ở đây, mà bây giờ họ đang chuẩn bị trước khi ra tay. Lam Tiểu Thư, chúng ta có nên gọi cảnh sát không? Vạn Tiểu Sinh nói, hoặc chúng ta phải nhanh chóng rời khỏi đây, nếu không đợi bọn hắn hoàn toàn chiếm khách sạn này thì ta sẽ chôn luôn bọn hắn. Hạ Thiên Uể Hoài tiếp lời, vừa vặn giải quyết tất cả cùng một lúc. Vạn tiểu sinh ngẩn ra, sau đó không tự chủ được nghĩ đến cảnh tượng tối hôm qua, vẻ mặt đột nhiên có chút mất tự nhiên, Hạ Thiên này là ai vậy? Vạn tiên sinh, chắc chắn bọn hắn sẽ không cho người cơ hội rời đi. Lúc này Lam Y Nhân nói, về phần cảnh sát, cảnh sát không thể bắt những người chỉ ở trọ bình thường, đương nhiên, ngươi rời đi dưới sự bảo vệ của cảnh sát cũng không thành vấn đề nhưng ta nghĩ ngươi có thể trốn được lần này lần sau có thể trốn được hay không thì ta không biết chuyện này làm tiểu thư vậy ngươi nghĩ chúng ta nên làm gì vạn tiểu sinh cười khổ ban đầu ta và tào di nghĩ chúng ta có thể tránh được bọn hắn nhưng giờ chúng ta đã biết chuyện đó là không thể bọn hắn có thể tìm thấy chúng ta bất kể chúng ta trốn ở đâu bây giờ chồng ta và ta không có kế hoạch rời khỏi khách sạn mà ta có thể đảm bảo nếu các ngươi ở lại với chúng ta, các ngươi sẽ được an toàn. Làm y nhân khẽ trầm ngâm, còn về việc liệu lần này rắc rối có thể giải quyết được hoàn toàn hay không thì ta không chắc, điều đó phụ thuộc vào việc chồng ta sẽ làm gì khi đến thời điểm. Ngừng một chút, làm y nhân lại nói, tất nhiên, kỳ thật, các ngươi vẫn có quyền lựa chọn, bởi vì ta tin, mục tiêu chính của họ không phải các ngươi. Do đó, các người có thể rời khỏi khách sạn hoặc nhờ cảnh sát bảo vệ, để các người được an toàn trong thời gian này. Làm đại mỹ nhân, đừng nói như vậy, bất kể như thế nào, ta nhất định cũng sẽ không rời đi một mình. Tào Di lắc đầu, là chúng ta đã mang đến phiền phức, sao chúng ta có thể tránh nó trước được. Hơn nữa, ta vẫn cảm thấy ở bên các ngươi sẽ an toàn hơn. Vậy thì ở lại trước đi, vạn tiểu sinh cũng nhanh chóng đưa ra quyết định, sau đó nhìn Hạ Thiên, à, Hạ tiên sinh, cho ta hỏi, chính xác thì ngươi làm nghề gì vậy? À, ta là thần y số một thế giới. Hạ Thiên thực sự đã trả lời câu hỏi của Vạn Tiểu Sinh. Gì cơ, Hạ Đại Soái ca, ngươi là bác sĩ sao? Tào Di hơi ngạc nhiên, ta thực sự nhìn không ra đó. Không quan trọng, hầu hết mọi người nhìn thấy ta, họ sẽ chỉ cảm thấy ta là người đàn ông đẹp trai nhất thế giới, sẽ không ai biết ta là thần y giỏi nhất trên thế giới. Hạ Thiên nghiêm túc nói. Phốc phốc, làm y nhân không nhịn được mà bật cười, chồng nàng cũng quá tự luyến rồi. Tào Di cũng ngẩn người ra, không ngờ Hạ Thiên lại nói vậy, nàng nghiêm túc nhìn Hạ Thiên rồi nhìn vạn tiểu sinh, cuối cùng thì nàng vẫn cảm thấy nam nhân của mình đẹp trai hơn. Tất nhiên, Tào Di sẽ không nói ra điều đó. Audio điện tử võ tấn bền Vợ tiểu y y, ở đây chán quá, chúng ta về phòng thôi. Hạ Thiên lại bắt đầu cảm thấy chán. Được, Lam y nhân cười duyên với Hạ Thiên, rồi nhìn Tào Di, đúng rồi, Tào Di, ta thấy ở đây cũng không quá yên tĩnh, ta đoán một lát nữa sẽ càng hỗn loạn hơn, chỉ bằng chúng ta lên lầu, vào phòng của ta nghỉ ngơi đi. Được, Tào Di đồng ý, mà Hạ Thiên có chút hụt hẫng, có vẻ đi về vẫn nhàm chán như vậy. Nhưng Hạ Thiên không phản đối nên bốn người họ nhanh chóng đến phòng tổng thống trên đỉnh tòa nhà, sau đó Lam Y Nhân đã gọi người phục vụ mang đồ ăn và thức uống đến, theo phán đoán của Lam Y Nhân, sau một thời gian nữa, có lẽ những người phục vụ kia sẽ không mang lên được nữa. Tào Di, chúng ta chơi bài đi cuối cùng lam y nhân quyết định tìm vài trò chơi để chơi đồng thời quay đầu sang nhìn hạ thiên chồng anh có biết chơi poker không có nhưng ta không chơi đâu hạ thiên thản nhiên nói ta chơi bài lúc nào cũng thắng vậy thì quá vô nghĩa ta không tin là anh sẽ mãi thắng đấy lam y nhân hừ một tiếng đến đây chơi với chúng ta đi chúng ta cùng chơi texas hờ ầm bài xì sì tố không thì chắc kim hoa bài giấy giống như bài vẻ của miền bắc nước ta cũng được dù sao chơi gì cũng vui vợ tiểu y y nếu nàng thua đêm nay nàng không được ngủ hạ thiên nghiêm túc nói nếu ta thua anh đêm nay ta sẽ không ngủ lam y nhân trợn mắt nhìn hạ thiên tên biến thái này đêm qua nàng đã không ngủ nhưng đêm nay còn không muốn nàng đi ngủ cuối cùng thì hạ thiên cũng tham gia trò chơi nhưng một tiếng sau hắn đã bị lam y nhân đuổi ra khỏi bàn chồng anh đừng đùa nữa tối nay ta không ngủ với anh đâu giờ anh kiếm cái gì chơi đi làm y nhân không thể chịu đựng được hắn nữa, lần nào hắn cũng thắng thật, mọi thứ cứ diễn ra như thế này thì có gì vui. Ta đã nói là ta luôn thắng mà, vẻ mặt của Hạ Thiên rất ngây thơ vô số tội, chắc vợ tiểu y y sẽ không thể tin được. chương 1602, khai hết, kệ Hạ Thiên, thật ra thì nàng lôi kéo tảo di chơi, vì mấy ngày nay có chút buồn chán muốn tìm việc khác làm, sau đó làm y nhân và tảo di, vạn tiểu sinh cùng nhau chơi xỉ tố, chơi vô cùng vui vẻ còn hạ thiên thì đã chán thật rồi nói gì thì nói lúc chưa có vợ thì hắn đã chán rồi giờ cuối cùng cũng tìm được vợ kết quả là vợ lại đi đánh bài hắn vẫn tiếp tục nhàm chán không ổn chút nào hắn nhìn chằm chằm tào di và vạn tiểu sinh đã nảy ra ý định ném cả hai xuống lầu tuy nhiên cuối cùng hạ thiên vẫn không ném bọn hắn xuống vợ tiểu y y ta chán đi ra ngoài chơi một lát nhé hạ thiên nói xong thì rời phòng vào bây giờ đã là một giờ chiều trong khách sạn Tân Quế, hầu như phòng nào cũng chật cứng người, nhưng những người kia không còn là khách đã ở trước đó nữa, mà là thuộc hạ của Đạt Ca. Bên ngoài khách sạn hiện tại có vài chiếc xe cảnh sát đang đậu, trong sảnh khách sạn cũng có vài tên cảnh sát đang ngồi, như đang uống cà phê. Điền Thành và Trương Giai, thêm một vài cảnh sát hình sự khác, đang uống cà phê ở đây. Những người phục vụ trong khách sạn vẫn ở đây, mọi thứ dường như vẫn bình thường, nhưng Điền Thành và những người khác biết, Tất cả những điều đó là không bình thường, một cuộc xung đột quy mô lớn rất có thể sẽ sớm xảy ra. Tổ trưởng, chúng ta cứ chờ đợi như thế này sao? Trương Dài có chút bất an, hay chúng ta trực tiếp nhờ hỗ trợ, đưa những người kia về đồn đi. Sau đó thì sao? Chúng ta vẫn sẽ thả họ ra ngoài, Điền Thành lắc đầu, không có kết quả gì đâu, hiện tại chúng ta chỉ có thể chờ xem thay đổi, nếu họ thực sự động thủ, chúng ta mới có thể bắt người, nếu không sẽ không có chứng cứ gì cả tổ trưởng nhìn kia lúc này một cảnh sát hình sự thì thào nói một câu đồng thời chỉ về hướng phía cửa ra vào điền thành nhìn về phía cửa sắc mặt hơi thay đổi chỉ thấy một người ngồi trên xe lăn được đẩy vào và người này không phải ai khác chính là đạt ca thông báo cho mọi người biết cứ chuẩn bị tinh thần đi nếu không có chuyện gì xảy ra thì chắc bọn họ đã chuẩn bị hành động rồi đấy điền thành thì thào vâng tổ trưởng một cảnh sát trả lời định thông báo cho những người khác nhưng đúng lúc này, hắn nghe thấy một giọng nói, hửm. Tên thái giám ngu ngốc nhà ngươi sao lại đến đây? Giọng nói đó làm cho tất cả mọi người sửng sốt một hồi, sau đó trong lòng tò mò, nhìn về hướng của âm thanh, lúc này ánh mắt có chút sững sờ. Hạ thiên, sắc mặt của trương dai hơi thay đổi, sao hắn lại chạy xuống đây? Tốt, tốt lắm, tiểu tử, người thực sự tự mình đi xuống đây. Đạt ca ở đó nghiến răng, hôm nay, ta đây ta đây, sẽ để cho trăm huynh đệ của ta hiếp chết nữ nhân của ngươi, rồi lại giết ngươi. a à, Đạt Ca chưa kịp nói xong thì lại có thêm một tiếng hét đau đớn nữa, Hạ Thiên lại đá thẳng vào háng của Đạt Ca, đạp hắn xuống đất dù hắn đang ngồi trên xe lăn. Con mẹ nó, người muốn chết gà Ngay lập tức một vài người lao về phía Hạ Thiên, nhưng trong giây tiếp theo, bọn hắn như bị thứ gì đó giữ chân, bị cố định ở đó trong một tư thế khá lố bịch. Ta đang nhàm chán thì lũ ngốc các ngươi đã đến, Hạ Thiên vươn vai, trong tay lại có thêm một cây châm bạc, lần này chơi chậm rãi một chút. Châm bạc nhanh chóng đâm vào cơ thể mọi người, sau đó trên mặt ai nấy đều lộ ra vẻ đau khổ, nhưng đều không phát ra tiếng động, hiển nhiên không phải là không muốn phát ra tiếng động, mà không có cách nào phát ra âm thanh. Cha, ta cũng sẽ cho những kẻ ngốc khác một một châm nữa. Hạ Thiên đột một biến mất. Biên Thành và những người khác ngẩn người, chuyện gì đang xảy ra vậy? Nhìn đại sảnh, hình như ngoại trừ mấy người bọn hắn, những người khác đều không thể động đậy. ô, không, những người phục vụ vẫn có thể di chuyển, nghĩa là trên thực tế chỉ có đạt ca và những người hắn mang theo không thể di chuyển. mọi người đều trông rất đau đớn. về phần đạt ca, hắn dường như đang hôn mê. tổ trưởng, những những người kia đang bị làm sao vậy? trương giai không nhịn được hỏi. nếu không người tự đi hỏi hạ thiên đi. điền thành tức giận nói, hắn cũng muốn biết đừng hỏi ta, ta sẽ không kể cho một nữ cảnh sát xấu xí như ngươi nghe đâu. Lúc này, một giọng nói vang lên, Hạ Thiên đã quay lại. Và lời nói của hắn gần như đã làm cho Trương Giai tức chết, nói như hắn mà nghe được sao. Trương Giai muốn nổi giận, nhưng nàng đã sớm nhớ tới người này không thể đắc tội được nên đành chịu đựng. Cha, Hạ Thiên sinh, những người đó bị sao vậy? Biên Thành hỏi. Ồ, không có gì đâu, đại khái là tương đương với bị hàng vạn con kiến cắn vào người ấy mà. Hạ thiên thản nhiên nói, hơn 10 năm rồi, ta không ra ngoài, thế giới dường như lại có thêm nhiều kẻ ngốc hơn, vì chỉ số thông minh đã giảm trên diện rộng nên thể chất cũng đã giảm trên diện rộng, nhân tiện ta muốn làm một thử nghiệm. Vừa dứt lời, người nọ ở đằng kia đột nhiên lại ngã xuống đất. Của nhiên là thể chất và chỉ số IQ đều giảm đi với nhau. Hạ thiên lẩm bẩm một mình, sau đó hắn vụt trở lại trước mặt người kia, nhấc người đó lên rồi ném đến trước mặt Điền Thành, trong lúc người không sao thì bắt đầu thẩm vấn hắn đi, hắn sẽ nói ra tất cả. Điền Thành ngẩn ra, có thao tác như vậy sao? Hay để ta làm, đúng lúc này, một giọng nói khác truyền đến. Chương 1603, ta không thích người khác sao chép vợ ta. Giọng nói rất êm tai, đám người cũng đều nhìn lại theo tiếng nói đó, tiếp đó đã thấy một nữ nhân. Một nữ nhân nhìn rất đẹp nữ nhân rất trẻ, hơn 20 tuổi, dáng dấp rất xinh đẹp, ít nhất đẹp hơn mấy phần so với trương dai bên cạnh, để cho mấy nam cảnh sát ở đây có chút không nỡ rời con mắt. Tuy nhiên trong mắt Hạ Thiên, dáng dấp nữ nhân kia vẫn không tính là xinh đẹp, đừng nói so với vợ của hắn, đều kém hơn nhiều so sánh với tiểu muội chân dài ninh nhụy nhụy. Nếu ninh nhụy nhụy biết bây giờ Hạ Thiên dùng nàng để làm vật mô phỏng, chắc chắn lại sẽ mắng chửi người, hơn nữa, ninh nhụy nhụy chắc chắn sẽ không cảm thấy mình không xinh đẹp bằng lam y nhân thật muốn mang lam y nhân và ninh nhụy nhụy lên internet bỏ phiếu để cho mọi người bình chọn ai đẹp hơn ninh nhụy nhụy chắc chắn sẽ chiến thắng trên phương diện nổi tiếng nàng rất có tiếng còn kèm theo rất nhiều thần thoại một mặt khác nàng vốn cũng xinh đẹp chỉ đôi chân dài nghịch thiên kia đã có thể làm cho vô số nam nhân điên cuồng cũng chỉ có hạ thiên đây mới có thể ghét bỏ nàng ngực nhỏ tuy nhiên Mặc dù Hạ Thiên cảm thấy nữ nhân vừa mới xuất hiện kia không tính là xinh đẹp, nhưng hắn vẫn luôn nhìn chằm chằm vào nữ nhân đó, vì cách ăn mặc của nữ nhân này tương đối quái dị. A, à, thật ra trong mắt nam nhân khác, cách ăn mặc này cũng không quỷ dị mà là một loại gợi cảm. Nữ nhân kia mặc áo da bó người từ đầu đến chân, phát họa rõ ràng đường cong xinh đẹp của nàng ta, mà dường như tất cả da thịt của nàng đều bị áo da bọc lấy. Ồ, nhìn từ góc độ này, tuy gợi cảm nhưng có điểm quái dị. Đặc biệt là bây giờ nhiệt độ rất nóng mà mặc thành như này, càng thêm quái dị. Có thể không nói đến điểm kỳ lạ đó, mặc đồ như vậy sẽ làm người khác chú ý. Hơn nữa, nữ nhân này làm người khác chú ý không chỉ cách ăn mặc mà còn có mái tóc, mặc dù nhìn qua nàng cũng có khuôn mặt mang nét nữ nhân phương Đông, nhưng lại có mái tóc vàng rất đẹp. Nếu như ở nước ngoài, nhìn thấy một mái tóc vàng ống tự nhiên rất bình thường, nhưng ở thành phố Quế, mỹ nữ tóc vàng đó cũng tương đối hiếm thấy. Bây giờ, mỹ nữ có mái tóc vàng óng còn mặc áo da bó người này chạy tới trước mặt Hạ Thiên, sau đó khom lưng hành lễ thuộc hạ tham kiến. "Ngươi không phải thuộc hạ của ta." Hạ Thiên lại cắt đứt lời của mỹ nữ tóc vàng. "Ta là..." Đầu tiên mỹ nữ tóc vàng hơi giật mình, sau đó vội vàng muốn giới thiệu thân phận của mình. "Ta không quan tâm ngươi là ai, tóm lại bây giờ ngươi đã bị đuổi." Hạ Thiên lần nữa đánh gãy lời của mỹ nữ tóc vàng, cho nên từ giờ trở đi ngươi không phải thuộc hạ của ta. Điền Thành và Trương Giai còn có vài cảnh sát khác hai mặt nhìn nhau, đây là đang chơi trò gì vậy? Nhưng, nhưng mà vì sao muốn đuổi ta? Sắc mặt Mỹ nữ tóc vàng có hơi tái nhợt, giọng điệu cũng có chút gấp, nhìn bộ dáng nàng như vậy, rõ ràng còn không phục lắm. Mà đám người Điền Thành cũng rất buồn bực, người ta cái gì cũng không nói, đã muốn đuổi người ta, đây hình cũng không quá công bằng rồi. Ta không thích người khác sao chép vợ ta. Hạ Thiên nhìn Mỹ nữ tóc vàng, bộ dáng rất không vui, mấy ngày trước, Triệu Khả Nhi sao chép tên vợ của ta đã bỏ đi, thế mà ngươi lại sao chép cách ăn mặc và mái tóc vàng của vợ ta, đương nhiên nhất thiết phải bị đuổi. Điền Thành và Trương Giai nghe đến sững sờ, cái gì? Sở dĩ đại minh tinh Triệu Khả Nhi đổi tên vì Hạ Thiên bảo nàng đổi tên. Cái đó, ta nhớ được Triệu Khả Nhi nói tên của nàng là bắt trước Triệu Vũ Cơ và An Khả Khả, các nàng ai là vợ của Hạ Thiên? Trương Giai nhỏ giọng nói nhưng trương giai tất nhiên không biết cho dù giọng của nàng có nhỏ đi nữa hạ thiên cũng có thể nghe được ngốc các nàng đều là vợ của ta hạ thiên có chút không vui liếc trương giai một cái người kia dáng dấp không xinh đẹp nên đầu óc cũng tương đối đần trương giai âm thầm cắn răng người này ăn thuốc nổ sao nói chuyện sao lại khó nghe như vậy chứ còn có hắn lại còn nói triệu vũ cơ và an khả khả đều là vợ của hắn đây là nằm mơ giữa ban ngày sao ta không có sao chép mị hậu và long nữ. Mỹ nữ tóc vàng vội vàng giải thích. Không cho các người gọi biệt danh của vợ Mỹ Nhi và vợ tóc vàng, đó là biệt danh kỳ quái gì vậy, không nghe ra được chút tốt đẹp nào cả. Hạ Thiên có chút không vui, lần nữa cắt đứt lời nói của Mỹ nữ tóc vàng. Cái gọi là Mỹ hậu, dĩ nhiên chính là Mỹ Nhi, ám chỉ bên trong là rất nhiều người cảm thấy hai cái biệt danh ám hoàng Mỹ hậu này đứng cùng một chỗ rất xứng đôi, nhưng hạ thiên cảm thấy không dễ nghe hắn cảm thấy vẫn nên gọi mị nhi sẽ dễ nghe hơn còn về long nữ là do người ngoài đặc biệt danh cho mộc hàm vì mộc hàm quản lý long tổ đồng thời hạ thiên cũng không thích cái tên đó thời đại này người được kêu long nữ gì đó nhiều lắm nhưng vợ tóc vàng nhà hắn lại độc nhất vô nhị nên biệt hiệu kia hoàn toàn không xứng với nàng mỹ nữ tóc vàng phát hiện mình sắp điên rồi thật ra đây là lần đầu tiên nàng thấy ám hoàng người thật ngoài đời ảnh chụp đương nhiên nhìn qua rất nhiều lần mà trước kia cũng nghe người ta nói hắn rất khó nói chuyện, nhưng nàng thế nào cũng không nghĩ đến, vị này lại không dễ tiếp xúc đến như thế. chương 1604, vấn đề mấu chốt đang ở đâu? Ta, ta thật chỉ là sùng bái các nàng, Mỹ nữ tóc vàng vẫn muốn giải thích một chút. Ta ghét nhất là người khác nói láo ở trước mặt ta, người thay đổi cách ăn mặc xong mới ra ngoài. Vẻ mặt của Hạ Thiên không vui, Mỹ Nhi thích mặc thành bộ dạng này, vì nàng ấy không thích người khác thấy được làn da của mình, cũng vì căn bản nàng không sợ nóng, nhưng bây giờ ngươi đang chảy mồ hôi còn phải nhịn rất cực khổ, đến nỗi mái tóc vàng của ngươi, ngay cả nhuộm cũng không kịp nhuộm, trực tiếp dùng tóc giả, ngươi cho rằng ta không nhìn ra được sao. Đám người nghe thấy thế sững sờ, hóa ra tóc vàng của mỹ nữ đó không phải là tóc thật. Ta, mỹ nữ tóc vàng giả bộ ngẩn ngơ. Tóm lại ngươi lập tức biến mất cho ta, còn có, tên khốn bảo ngươi mặc thành dạng này sẽ làm cho ta vui, nhất định có thủ oán với ngươi, Ngươi có thể đi tìm hắn báo thù." Hạ Thiên hơi không kiên nhẫn, "Nhớ kỹ lập tức đổi cách ăn mặc của ngươi, bằng không thì ta sẽ trực tiếp lột quần áo của ngươi." Mấy cảnh sát đều im lặng, tên khốn đó lại trực tiếp ở ngay trước mặt bọn hắn uy hiếp muốn lột quần áo của mỹ nữ này, nếu hắn có lai lịch lớn, cũng phải cho bọn hắn chút mặt mũi chứ. Cái đó, thuộc hạ cáo lui. Mỹ nữ tóc vàng giả bộ vội vàng rời đi, thân là thành viên ám tổ, nàng biết rõ vị ám hoàng Hạ Thiên kia có bao nhiêu quyền hạn hơn nữa nàng cũng nghe nói Hạ Thiên làm việc tùy tâm sở dục, nếu nàng không đi, nói không chừng quần áo thật sự có khả năng bị lột. Mỹ nữ tóc vàng giả nhanh chóng biến mất, Hạ Thiên ở đó tự lầm bẩm ghét nhất là ai sao chép vợ của ta. Chính xác Hạ Thiên rất chán ghét dạng người đó, chủ yếu vì hắn nhìn thấy bản sao chép này, thì hắn càng muốn vợ, giống như bây giờ, hắn rất muốn gặp Mỹ Nhi và Mộc Hàm. Hạ Thiên sinh, người kia, lúc này, biên thành thận trọng mở miệng, đồng thời nhìn về nam tử hôn mê trên đất ở phía trước, hiển nhiên là muốn hỏi Hạ Thiên nên xử lý như thế nào. Hiện tại, tâm trạng của ta không vui, đừng tới làm phiền ta, chính các người tự xử lý chính đi. Hạ Thiên có hơi không kiên nhẫn, tóm lại các người bắt tất cả mọi người đưa đến cục cảnh sát, để cho từng người bọn hắn nói ra chuyện xưa của bọn hắn là được. Những năm này, bọn hắn làm qua chuyện xấu gì, bọn hắn đều sẽ nói ra. Để lại câu nói đó, Hạ Thiên lại lập tức biến mất, đám người điền thành căn bản không có nhìn thấy hạ thiên biến mất như thế nào. Tổ trưởng làm sao bây giờ? Trương Giai nhỏ giọng hỏi. Trước tiên dựa theo biện pháp của Hạ Thiên nói thử xem. Điền Thành nhìn đám người trên mặt đất một chút, các người bắt hắn đưa đến xe cảnh sát, làm hắn tỉnh lại, trước tiên cần thẩm vấn một chút. Vâng, tổ trưởng, hai cảnh sát lập tức chạy tới làm theo. Không đến ba phút, một người cảnh sát đã vội vàng chạy vào, vẻ mặt hưng phấn. Tổ trưởng, người kia thật sự nói ra tất cả đều không cần phải hỏi trực tiếp ghi âm là có thể cảnh sát đó rất hưng phấn nhìn bộ dáng của hắn giống như vừa mới bị dày vò thê thảm nhưng trên người hắn cũng không thương tích gì cho nên nhất định cũng không phải tra tấn bức cung ta cảm thấy đây không có vấn đề cứ dựa theo lời hạ thiên mà làm vậy vậy được gọi cứu hộ điền thành đưa ra quyết định ngay nếu quả thật có thể một mẻ hốt gọn những người này tất nhiên hắn sẽ không bỏ qua cơ hội tốt như vậy chỉ sợ xảy ra vấn đề, hắn cũng không phải rất lo lắng, ngược lại cục trưởng đều nói quyền hạn của Hạ Thiên rất cao, đến lúc đó, xảy ra chuyện cũng có thể để cho Hạ Thiên võng nổi, hắn có thể nói chỉ là dựa theo lời của Hạ Thiên mà làm. Cảnh sát lập tức bắt đầu oanh liệt hành động, còn Hạ Thiên lại quay trở lại trên lầu, hắn vốn muốn đi xuống phía dưới chơi, kết quả gặp bản sao chép của vợ, lập tức không có tâm trạng. Hạ Thiên trở lại phòng Tổng thống, nhưng cũng không có đi quấy rối làm y nhân, vì quá muốn gặp Mỹ Nhi các nàng, đến mức hắn lại một lần hận không thể lập tức đi tìm được các nàng ngay. Hạ Thiên nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, bắt đầu chiêm nghiệm cách đối phó, rốt cuộc phải làm sao để có thể sử dụng tốc độ nhanh nhất để tu luyện thành công Nghịch Thiên Đệ Bát Châm chứ? Muốn tu luyện thành công Nghịch Thiên Đệ Bát Châm, ít nhất cũng phải cho công lực khôi phục đến độ kiếp kỳ như trước kia, muốn để cho công lực khôi phục đến độ kiếp kỳ, nói khó khăn cũng không phải đặc biệt khó khăn, nhưng chắc chắn cần một chút thời gian. Nhưng bây giờ Hạ Thiên lại lo lắng hơn, thật ra là một chuyện khác, đó chính là cho dù công lực của hắn khôi phục lại độ kiếp kỳ, cũng không chắc chắn có thể sử dụng Ngịch Thiên Đệ Bát Châm. Kỳ thực trong ghi chép, Ngịch Thiên Đệ Bát Châm nên thi triển như thế nào thì căn bản không có, hơn nữa phải tới lúc nào mới có thể thi triển ra Ngịch Thiên Đệ Bát Châm, Hạ Thiên cũng không thể xác định. Vì sao thần tiên tỷ tỷ các nàng nhất định muốn rời đi chứ? Hạ Thiên vẫn còn đang suy nghĩ vấn đề này. Chẳng lẽ các nàng ở bên cạnh hắn thì hắn căn bản không có cách nào thi triển ra Nghịch Thiên Đệ Bát Châm sao? Hoặc thần tiên tỷ tỷ cần hắn tự mình nghĩ ra cách thi triển Nghịch Thiên Đệ Bát Châm. Cẩn thận suy nghĩ rất lâu, Hạ Thiên cảm thấy, đây cũng không phải vấn đề tìm thêm một người vợ là có thể giải quyết được, vì trên thực tế, nếu như muốn lấy số lượng để chiến thắng, trực tiếp để cho thần tiên tỷ tỷ các nàng mỗi người đều chế tạo ra mấy phân thân, đã có thể giải quyết vấn đề số lượng, trước đây, hắn yêu vợ cơ thanh ảnh nên chế tạo ra cơ thanh thuần, hơn nữa phân thân vừa chế tạo ra, cũng có thể sử dụng nghịch thiên đệ bát châm để tẩy tùy. Như vậy, vấn đề mấu chốt đang ở đâu đây? Hạ thiên khổ sở suy nghĩ, nhưng lại nghĩ không ra nguyên nhân, cuối cùng, hắn quyết định tìm người thương lượng một chút. Thế là, Hạ thiên đã bấm một số điện thoại. chương 1605, đã giải quyết rồi. Thật ra Hạ thiên gọi điện thoại cho y tiểu âm. Mà lần này, y tiểu âm rất nhanh đã nhận điện thoại. Nhụy nhụy nói với ta, người đã tìm người đi bảo vệ nàng. Giọng điệu y tiểu âm cũng hơi ôn hòa. Ồ, đã có người đến rồi sao? Hạ thiên lại hoàn toàn không biết gì đối với chuyện đó cả. Sau đó trực tiếp chuyển tới một chuyện khác. Vợ y y, ta có chuyện hỏi nàng. Trước đây khi thần tiên tỷ tỷ nói cho nàng để ta tu luyện nghịch thiên đệ bát châm, nàng ấy còn nói cái gì khác không? Từng chữ nàng ấy nói với ta, từ đầu đến cuối ta đã kể lại cho ngươi. Giọng y tiểu âm bình tĩnh ta không cần thiết phải giấu giếm. Ồ, vậy được rồi, vợ y y, vậy ngươi có từng nghiên cứu qua nghịch thiên đệ bát châm không? Hạ thiên lại hỏi, ta không thể thi triển nghịch thiên đệ bát châm thì cần gì nghiên cứu chứ? Y tiểu âm hỏi ngược lại, ta cảm thấy vợ y y thích y thuật như thế, chắc chắn cái gì cũng sẽ nghiên cứu qua một chút. Hạ thiên nói rất chân thành, nàng thật sự chưa từng nghiên cứu qua sao? Không có, cuối cùng y tiểu âm có hơi giận, người muốn tin hay không tùy. Vừa dứt lời, y tiểu âm lập tức dập máy. Hạ thiên lập tức gọi tới. Lần thứ nhất, y tiểu âm trực tiếp từ chối không nhận. Lần thứ hai, y tiểu âm lần nữa từ chối không nhận. Lần thứ ba, điện thoại vẫn tiếp tục reo lên, y tiểu âm lại không tiếp. Nhưng Hạ Thiên vẫn tiếp tục gọi, sau đó, điện thoại lập tức kết nối được, y tiểu âm gầm nhẹ, ngươi có dừng lại hay không? Ta đã nói ta không có nghiên cứu qua nghịch thiên đệ bát châm gì đó của ngươi, người còn muốn như thế nào? Vợ y y, nàng không có nghiên cứu qua thì ngay bây giờ giúp ta nghiên cứu một chút đi. Hạ thiên mở miệng nói ra, bên trong có nhiều thứ ta cũng không rõ, bây giờ vẫn tìm không được người khác giúp ta nghiên cứu, mà nàng tương đối hiểu y thuật. Người cũng không rõ thì sao ta lại có thể hiểu được? Y tiểu âm tức giận nói. Ồ, vợ y y, mặc dù nàng không có thông minh như ta, nhưng trong một nghìn việc chắc cũng có việc kẻ ngốc làm được, nàng nghiên cứu nhiều thêm mấy lần, nói không chừng có thể hiểu ra cái gì đó hạ thiên thuận miệng nói ngươi mới ngu ấy y tiểu âm không thể nhịn được nữa tên khốn này đang nói tiếng người sao đây là đang mắng nàng ngốc à dừng lại một chút y tiểu âm lại nói một câu đến đây đưa châm pháp nghịch thiên đệ bát châm của ngươi cho ta ta sẽ nghiên cứu một chút không cho hạ thiên cơ hội nói chuyện y tiểu âm đã cúp máy mà bây giờ trong một khách sạn y tiểu âm cúp điện thoại hít một hơi thật sâu cố gắng làm cho mình bình tĩnh trở lại. Mười mấy năm trước, nàng chính là loại người tương đối không màng danh lợi, dường như có thể bình tĩnh đối mặt tất cả. Mà trong những năm nay, sau khi nàng trở thành người tu tiên, tính tình càng thêm không màng danh lợi, có thể nói chính là nhìn thấy núi lửa phun trào trước mặt nàng cũng có thể làm ngơ. Nhưng Hạ Thiên lại là cánh cửa từ đầu đến cuối nàng không cách nào bước qua được. Hơn nữa, mấy ngày trước, nàng còn khuyên A à cửu hãy buông xuống thù hật. Nhưng chính nàng, làm sao có thể chân chính buông xuống chứ? vẫn như mười mấy năm trước, trước mặt Hạ Thiên, nàng vẫn có hơi khó tự khống chế, sẽ nhịn không được phát cáu, giống như vừa mới nãy, nàng không nhịn được đã nổi giận. Âm thanh thông báo tin nhắn gửi đến, y tiểu âm cầm điện thoại, phát hiện là Hạ Thiên gửi châm pháp khẩu quyết nghịch thiên đệ bát châm tới, bắt đầu xem xét. Mà sau khi xem qua, nàng bắt đầu không tự chủ được trầm mê vào. Còn bên phía khách sạn của Hạ Thiên, tâm trạng của hắn đã tốt hơn, có vợ y y giúp hắn nghiên cứu châm pháp, mọi chuyện chắc sẽ thuận lợi một chút. Hắn cảm thấy việc khôi phục công lực đã không phải quan trọng nhất, ngược lại muốn tìm ra điểm mấu chốt để thi triển thủ pháp nghịch thiên đệ bát châm. Đương nhiên, công lực cũng cần khôi phục, mấy ngày nữa, nếu như vợ tiểu y y còn có thể tẩy tủy một lần nữa, vậy công lực của hắn hẳn có thể khôi phục lại kim đan kỳ, với hắn mà nói, đó cũng không phải việc khó gì. Hạ thiên đi ra khỏi phòng, lại phát hiện Lam y nhân còn đang đánh bài poker với hai người Tào Di và Vạn Tiểu Sinh vợ tiểu y y, các người không thể đổi trò chơi khác sao? Hạ thiên đến bên cạnh Lam y nhân, thuận tay ôm cái eo mềm mại của nàng, thuận miệng nói. Vậy chàng nói xem phải chơi cái gì? Lam y nhân quay đầu liếc mắt hạ thiên một cái, chúng ta cũng không thể đi ra ngoài chơi. Vợ tiểu y y, vì sao không thể đi ra ngoài chơi chứ? Hạ thiên có hơi ngạc nhiên. Đại soái ca hạ, không phải các ngươi không thể đi ra ngoài, là hai chúng ta không dám ra ngoài, tào di ở đó tiếp thêm một câu đúng rồi chồng bây giờ đã là buổi tối những người kia anh muốn giải quyết sao lam y nhân cũng hỏi một câu ồ các ngươi đang nói những đứa ngu kia à hạ thiên hiểu được bọn hắn đã được giải quyết rồi a à, tào di khẽ giật mình đã giải quyết xong chồng anh nói thật đã giải quyết xong lam y nhân cũng khẽ giật mình mấy giờ trước đó anh đi ra ngoài chẳng lẽ chính là để giải quyết bọn hắn sao Đúng vậy, những tên ngu kia hiện tại đều bị bắt, chắc chắn đều không ra được." Hạ Thiên Thuận miệng nói. "Ta đi gọi điện thoại." Vạn Tiểu Sinh vội vàng đứng lên, hiển nhiên là đi nghe ngóng tin tức. Chương 1606: Đi giang hải. Thân là thám tử tư, Vạn Tiểu Sinh vẫn có mạng lưới giao tiếp, muốn nghe tin tức cũng không khó. 10 phút sau, Vạn Tiểu Sinh vội vàng đi trở về, rất kích động. "Tào Di, quá tốt rồi." Chuyện này thật sự đã được giải quyết triệt để, bên cảnh sát đều bắt hết bọn hắn, mấu chốt là những người kia đều tự khai ra rất nhiều chuyện, mặc dù bây giờ còn đang tiến hành lập bản án, nhưng những người đó chắc chắn đều sẽ không ra ngoài được. Giọng Vạn Tiểu Sinh kích động, bên phía tỉnh thành cũng đã có tổ chuyên án tới trợ giúp, lần này nhất định sẽ lập thành trọng án, bọn hắn đã nhìn chằm chằm những tội phạm đó rất lâu rồi. Cuối cùng, Vạn Tiểu Sinh nhịn không được nhìn Hạ Thiên, dáng sợ hãi than, "Hạ Thiên, ngươi" rốt cuộc sao ngươi làm được. Thật lợi hại, thật sự thật lợi hại. Loại chuyện đó rất đơn giản. Hạ thiên lười biếng nói, tóm lại, bây giờ các ngươi không có việc gì, ta thấy các ngươi cũng không cần tới quấn lấy vợ tiểu y y của ta, bộ dáng kia của các ngươi làm hại ta không có cách nào có được thế giới hai người với vợ tiểu y y. Chồng, anh đừng bày ra bộ dáng đó nữa, làm y nhân có hơi im lặng, sao hắn lại nói như vậy? Đây không phải là trực tiếp đuổi người đi sao? Không có việc gì, không có việc gì, vậy Hạ Thiên, làm tiểu thư, chúng ta lập tức về phòng của mình. Vạn tiểu sinh đối với chuyện kia cũng không ngại, hắn thấy Hạ Thiên thật sự quá trâu, mà người mạnh mẽ như vậy, chấp nhận nói chuyện với hắn, đã xem như là tính tính rất tốt rồi. Đại soái ca hạ, thật ngại quá, chúng ta lập tức đi, không làm bóng đèn nữa. Tào Di nhẹ nhàng nở nụ cười, tuy nhiên, người cũng phải kiềm chế một chút, đau lòng cho đại mỹ nữ làm một chút, mặc dù dáng người nàng tốt, nhưng thân thể không nhất định sẽ đỡ được. Tào Di, ngươi nói bậy gì đấy? Khuôn mặt của Lam Y Nhân đỏ lên, Tào Di này thực sự là cái gì cũng nói được. Đúng thế, đây không phải là nói mò sao? Hạ Thiên tán thành, cơ thể vợ tiểu Y Y rất tốt, làm sao lại chịu không được chứ? Lam Y Nhân lấy hai tay che mặt, tên sắc lang này càng tô càng đen. Hi hi, vậy đại soái ca hạ, đại mỹ nữ Lam, hẹn gặp lại có thể ta và tiểu sinh sẽ ở đây chơi mấy ngày, sau đó chúng ta chắc sẽ trở về tỉnh thành. Tóm lại, lần sau các ngươi đến tỉnh thành, nếu như cần chúng ta làm chút chuyện gì, cứ việc gọi điện thoại, chúng ta nhất định sẽ tới ngay lập tức. Hiện tại, tâm trạng của Tào Di rất tốt, mà từ sâu trong lòng nàng rất cảm kích với Hạ Thiên và Lam Y Nhân. À, đương nhiên Tào Di cũng biết, bây giờ lời cảm ơn tốt nhất với Hạ Thiên chính là không làm bóng đèn, cho nên nàng và vạn tiểu sinh nhanh chóng rời đi. Trong, nếu không thì chúng ta đi ăn cơm chiều đi, bây giờ mới 5 giờ. Á, à, làm y nhân cảm thấy có chút không ổn lắm, đã muốn mượn cớ ra ngoài, nhưng rất nhanh nàng nói không ra lời. Hạ thiên trước đó đã nhàm chán lâu như vậy, bây giờ muốn làm chuyện mình thích làm, đến nỗi bỏ qua luôn giờ ăn cơm tối. 10 giờ đêm. Chồng, bây giờ chúng ta có thể đi ăn cơm không? Làm y nhân như mất hết sức lực, nàng thật sự rất đói, rất muốn ra ngoài ăn vặt để bổ sung thể lực vợ tiểu y y nàng có thể gọi điện thoại để cho nhà hàng đưa cơm tới hạ thiên còn ôm lam y nhân không có buông tay không muốn ta muốn đi ra ngoài ăn lam y nhân chu môi đỏ chồng ơi đi đi chúng ta ra ngoài ăn cơm ta lại muốn ăn lẩu rồi lam y nhân bắt đầu nũng nịu thật ra nàng cũng không phải thật sự rất muốn ăn lẩu chỉ là nếu như không đi ra nói không chừng vừa ăn cơm vừa sẽ bị nam nhân này giày vò mất vậy được rồi hạ thiên là nam nhân tốt thương vợ Tất nhiên sẽ chiều theo ý làm y nhân đi ra ngoài. Ta đi tắm rửa trước, làm y nhân vừa nói vừa muốn rời giường, một giây sau, nàng đã hối hận. Hối hận nói muốn đi tắm, bởi vì Hạ Thiên quyết định đi tắm cùng với nàng, sau đó tắm lại hơn một tiếng. Tận tới hơn 12 giờ khuya, Hạ Thiên mới ăn mặc chỉnh tề với làm y nhân ngồi ở tiệm lẩu. Đây là một tiệm lẩu buôn bán 24 giờ, việc làm ăn buổi tối còn tương đối tốt. Chồng, tiếp theo anh có kế hoạch gì không? Hiện tại, cuối cùng Lam Y Nhân cũng có thể dễ dàng nói chuyện với Hạ Thiên, chúng ta cũng không thể mỗi ngày đều không làm việc, nếu không chúng ta rời khỏi thành phố Quế đi. Thật ra Lam Y Nhân rất muốn rời đi, nàng và nhà họ Lam đã triệt để cắt đứt, hơn nữa nàng cũng không hứng thú lại dính líu tới nhà họ Lam, ở thành phố này, nàng thật sự đã không còn gì cả, nên ở nơi này vẫn không có ý nghĩa gì, mà bản thân nàng cũng không lưu luyến gì đối với nơi này. Vợ tiểu Y Y, nàng muốn đi sao? Hạ Thiên Thuận miệng hỏi. Có chút muốn đi, tuy anh không muốn đi cũng không sao, ở lại một khoảng thời gian vẫn được. Làm y nhân biết Hạ Thiên lại muốn ở đây chờ y tiểu âm, nàng cũng không phải muốn đi ngay lập tức. Thật ra ta cũng cảm thấy ở đây rất nhàm chán, ta cũng không muốn ở đây chờ vợ y y, Hạ Thiên nghĩ lại nói, vợ y y rất không nghe lời, cũng không biết lúc nào nàng ấy mới trở về đây, vợ tiểu y y, vậy chúng ta đợi lát nữa rồi đi thôi, hay chúng ta trở về thành phố Giang Hải đi, ta tương đối quen thuộc với nơi đó. Đợi lát nữa đi ngay sao, làm y nhân khẽ giật mình, cái này cũng hơi gấp rồi. chương 1607, Hạ Lãnh. Đúng vậy, vợ tiểu y y, chúng ta cứ ăn xong nồi lẩu này đã, sau đó đi tới Giang Hải cũng được. Lúc đầu, Hạ Thiên đợi ở nơi này còn có chút mất kiên nhẫn, vì Lam y nhân muốn rời đi, nên hắn cũng không thèm nghĩ nhiều nữa. Nhưng nửa đêm không có máy bay, không có xe lửa, không có cách nào để đi. Làm y nhân có chút không nói nên lời. Người chồng này của nàng hình như tính tình hơi vội. Nói đi là sẽ lập tức đi sao? Dừng một chút, làm y nhân lại nói, hay ngày mai chúng ta mua vé máy bay rồi lại đi, được không? Vợ tiểu y y, chúng ta chạy về là được rồi, rất nhanh thôi. Hạ Thiên vội vàng nói, ta không có thẻ căn cước nên hình như không mua được vé máy bay. Anh không có thẻ căn cước sao? Làm y nhân dở khóc dở cười chẳng lẽ tên này là kẻ mở ám sao đúng vậy bình thường khi đi ra ngoài ta đều không cần thẻ căn cước bây giờ ta cũng không biết mình đã ném cái thẻ căn cước ở đâu nữa hạ thiên thản nhiên nói với thân phận của anh thì xin cấp lại thẻ căn cước cũng không khó phải không lam y nhân không nói nên lời ta lười làm lắm hạ thiên thực sự rất lười đi làm nếu hắn muốn làm chỉ cần gọi điện thoại cho ám ảnh đoàn bên kia chắc chắn sẽ gửi tới đủ các loại thẻ căn cước hộ chiếu gì đó chỉ có điều hạ thiên cảm thấy nếu không có những thứ đó cũng có không có vấn đề gì mặc dù đôi khi có những lúc bất tiện nhưng nhìn chung không ảnh hưởng gì nhiều được vậy đợi lát nữa chúng ta sẽ trở về làm y nhân đồng ý chạy đến giang hải thì chạy đến giang hải ngược lại nàng còn muốn xem mình một chút rốt cuộc bản thân có thể chạy được bao xa còn về phần hành lý gì đó làm y nhân cũng không có ý định đóng gói thật ra cũng không có gì để đóng gói ngoại trừ một cái túi sách nàng mang theo bên người còn những thứ khác thì đã bị đốt rụi hoặc đang ở nhà họ lam nên nàng không muốn đi lấy dù sao thì cùng lắm bắt đầu lại mọi thứ còn thiếu tiền thì đã có chồng để cho hắn nuôi là được lam y nhân vẫn có suy nghĩ rất thông suốt nàng cũng không ngại được nam nhân bao nuôi ít nhất là bây giờ nàng thật sự không có tâm trạng làm việc gì cả mẹ con muốn ăn cái này con muốn ăn cái kia đúng lúc này vang lên giọng nói của một đứa bé Nửa đêm có người mang trẻ con đi ăn lẩu cũng không phải chuyện phổ biến. Tất nhiên cũng không có người nói gì, nhưng điều đó lại khiến cho Lam Y Nhân đột nhiên nghĩ tới một vấn đề. Ừm, chồng à, anh có con không? Trong lòng Lam Y Nhân thầm nghĩ, tên này có nhiều vợ như thế, liệu có sinh một đám con trai con gái hay không? Nếu thật sự là như vậy, liệu sau khi trở về thành phố Giang Hải, nàng có phải cả ngày giúp hắn nuôi con không? Có chứ, Băng Băng và ta có sinh ra một đứa Hạ Thiên trả lời, chỉ có một đứa con thôi sao? Lam Y Nhân hơi giật mình, chồng nàng vốn nổi tiếng rất nhiều vợ, chỉ có một đứa con là điều vô lý, phải không? Đúng vậy, chỉ có một đứa. Hạ Thiên gật đầu, các nàng nói thời gian sau này còn rất dài, mà chúng ta đều có thể sống trường sinh bất lão nên không cần phải vội sinh con. Hơn nữa, thần tiên tỷ tỷ cảm thấy ta vẫn còn giống như một đứa trẻ, nàng bảo đợi ta trưởng thành hơn rồi tính sau. Vậy con của anh bây giờ đang ở đâu? bây giờ, không phải ở Giang Hải chứ? Lam Y Nhân lại hỏi. Có lẽ nó đã rời đi với băng băng và những người khác rồi. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Có lẽ, Lam Y Nhân sửng sốt, anh còn chưa đi xác nhận một chút nào sao? Đám người băng băng đều biết ta sẽ không mang theo trẻ con, hơn nữa Hạ Lãnh cũng không cần ta mang theo. Hắn đã 12 tuổi rồi, có thể tự lo cho bản thân mình. Vậy nên ta không có quản nữa. Hạ Thiên nói ra, hiển nhiên là hắn hoàn toàn không để chuyện này vào trong lòng chút nào lam y nhân có chút bó tay rồi đúng là người chồng này còn chưa đủ trưởng thành hình như ta thực sự đã quên hỏi một chuyện hạ thiên tự lẩm bẩm thôi để ta gọi điện thoại cho hạ lãnh thử xem lam y nhân không biết nên cười hay nên khóc đã bao lâu rồi hắn mới nhớ tới việc gọi điện thoại cho con trai của mình nào có người cha nào vô trách nhiệm như hắn chứ lúc này hạ thiên đã bấm dãy số của hạ lãnh khi Hạ Lãnh mới 3 tuổi đã có điện thoại di động của riêng mình, hơn nữa số điện thoại di động vẫn luôn không thay đổi. Điện thoại được kết nối, cũng không có lời nhắc nhở rằng đã nằm ngoài vùng phủ sóng, nhưng vẫn không có người bắt máy. Không có ai trả lời, có lẽ nó đã đi với đám người băng băng rồi. Hạ Thiên cũng không tiếp tục gọi điện nữa, nếu như Hạ Lãnh không rời đi thì đã nhận điện thoại từ lâu. Bản thân là con trai của hắn, Hạ Lãnh tự nhiên sẽ không phải người bình thường cho nên chắc chắn luôn có cảnh giác. Anh chắc là sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ. Trái lại, làm y nhân có chút lo lắng thay cho Hạ Thiên. Vợ tiểu y y, nàng không cần lo lắng. Thần tiên tỷ tỷ và những người khác sẽ thu xếp mọi việc rất ổn thỏa. Hơn nữa, mặc dù Hạ lãnh không bằng ta, nhưng cũng rất giỏi. Cho dù chỉ có một mình nó sống trên thế giới này, nó vẫn có thể sống rất tốt. Hạ Thiên thật sự không lo lắng chuyện đó, Tất nhiên hắn vẫn nghĩ rằng Hạ Lãnh cũng sẽ đi theo mấy người vợ kia. Dù sao thì những người giúp việc trên đảo thần tiên đều bị đưa đi, vậy nên các nàng không có lý do gì để không đưa Hạ Lãnh đi cùng. Lam Y Nhân không hỏi thêm gì nữa, tiếp tục ăn nồi lẩu của nàng. Nhưng đúng lúc này, điện thoại di động của Hạ Thiên vang lên. Hạ Thiên lấy điện thoại di động ra nhìn thì thấy dãy số hiển thị chính là của Hạ Lãnh. Chương 1608: Người tối cổ. Hạ thằng nhóc đầu gấu đó không đi theo sao? Hạ Thiên lầm bẩm. Lam y nhân ở bên cạnh thầm nghĩ, tên kia có vẻ như rất hy vọng đứa nhỏ sẽ đi cùng với vợ của mình. Khi Hạ Thiên vừa nhận điện thoại, thản nhiên hỏi, alo, ai vậy? Xin chào, xin hỏi ngài là ai vậy? Từ bên kia truyền tới một giọng nói, có chút lo lắng, nhưng rõ ràng là giọng của một nữ nhân. Quái lạ, chẳng lẽ nhầm số rồi sao? Hạ Thiên lầm bẩm hắn nhớ rõ Hạ Lãnh vẫn luôn dùng số này, nếu như thật sự đổi số thì băng băng sẽ nói cho hắn biết xin chào đây là di động của bạn học hạ lãnh xin hỏi ngài vừa mới gọi điện thoại là muốn tìm hạ lãnh phải không nữ nhân ở đầu dây bên kia điện thoại lại lên tiếng rõ ràng nàng đã nghe thấy lời của hạ thiên lẩm bẩm ồ thì ra ta nhớ đúng số điện thoại hạ thiên có chút ngạc nhiên nhưng ngươi là ai vậy tại sao điện thoại của hạ lãnh lại ở trong tay ngươi không đợi nữ nhân bên kia trả lời Hạ Thiên lại tự lẩm bẩm một mình, chẳng lẽ thằng nhóc đầu gấu đó mới 12 tuổi đã bắt đầu tìm vợ rồi sao? Nhưng, có vẻ không phải vấn đề gì to tát, khi ta 3 tuổi đã tìm được thần tiên tỷ tỷ làm vợ rồi. Lam Y Nhân đang ăn lẩu không khỏi trợn tròn mắt, hắn đúng là ăn nói lộn xộn, mới 3 tuổi đã tìm được vợ. Xin chào, ta tên là Tô Mặc, trước đây ta là giáo viên dạy tiếng Anh của Hạ Lãnh. Lúc trước, Hạ Lãnh đột nhiên tới tìm ta. Sau đó đưa cho ta chiếc điện thoại di động này. Xin hỏi ngài, ngài là? Đầu điện thoại bên kia, nữ nhân vẫn có chút lo lắng. À, ta tên là Hạ Thiên. Hạ Thiên nói xong lại lẩm bẩm một mình, thằng nhóc đầu gấu kia còn biết yêu đương giữa thầy với trò nữa nha. Ngài chính là ba của Hạ Lãnh, Hạ Thiên sinh sao? Rõ ràng, trong giọng nói của Tô Mặc ở đầu dây bên kia lộ ra vẻ ngạc nhiên, Hạ Thiên sinh, xin hỏi anh đang ở đâu vậy? Ta biết bây giờ đã muộn rồi nhưng, nhưng ta có chuyện rất quan trọng, ta có thể gặp mặt anh ngay được không? Hạ Thiên còn chưa kịp nói chuyện, Tô Mặc đã vội vàng nói thêm, Hạ Thiên sinh, chỉ cần anh nói cho ta biết anh đang ở đâu, ta có thể lập tức tới tìm anh. Ta đang ở thành phố Quế, nhưng chút nữa ta sẽ đến Giang Hải. Hạ Thiên uể oải nói, ngươi cứ cho ta biết địa chỉ nhà của ngươi đi. Ta sẽ đến tìm ngươi sau. Anh vẫn còn ở thành phố Quế sao? Tô Mặc sướng sờ, vậy được rồi, ta sẽ gửi địa chỉ cho anh. rõ ràng trong giọng nói của tô mặc lộ ra vẻ thất vọng. chỉ có điều hiển nhiên hạ thiên không thèm quan tâm đến điều đó, vì vậy hắn cứ thế cúp điện thoại. vợ tiểu y y nàng ăn no chưa? hạ thiên nhìn lam y nhân, nếu nàng no rồi, vậy chúng ta đi giang hải thôi. nhân tiện ta muốn nhìn xem ánh mắt của con trai mình có tốt hay không. hạ thiên vừa nói xong, điện thoại di động nhận được một tin nhắn, chính là địa chỉ do tô mặc gửi tới. Địa chỉ đúng là ở trong thành phố Giang Hải. Ta còn chưa ăn no mà, Lam Y Nhân hừ một tiếng, bây giờ sức ăn của nàng đã tăng lên rất nhiều, cộng thêm việc tiêu hao thể lực quá lớn, nàng thật sự ăn chưa no. Ồ, không vội, nàng cứ ăn từ từ đi. Thật ra, Hạ Thiên thực sự cũng không vội. Nhưng, Lam Y Nhân lại tăng nhanh tốc độ ăn lẩu, sau nửa giờ, cuối cùng nàng cũng ăn no, sau đó hai người không chậm trễ thời gian nữa mà rời đi luôn. Rất nhanh. Lam Y Nhân đã bắt đầu cuộc chạy vạn dặm đầu tiên trong đời của mình. Thực ra với tốc độ của Hạ Thiên, chạy từ thành phố Quế đến Giang Hải không cần đến một giờ, nhưng dù sao thì Lam Y Nhân cũng không phải Hạ Thiên, cách đây không lâu nàng cũng mới trở thành người tu tiên, đây là lần đầu tiên nàng chạy đường dài, ước chừng phải bỏ ra một buổi tối. Chạy từ đêm khuya đến sáng sớm, nàng mới đến Giang Hải, sau đó nàng lại đói bụng. Giờ phút này, sáng sớm, trong quán ăn sáng ven đường, làm y nhân đã một hơi ăn hết hai bát cháo nóng, một bát mì trộn tương, một lồng bánh bao, một phần xíu mại, còn có một phần sữa đậu, nhưng nàng vẫn chưa ăn no, còn muốn gọi một phần bún xào khác. Bà chủ tiệm ăn sáng bị choáng váng, trong lòng thầm nghĩ, mỹ nữ như này chắc chắn nam nhân bình thường không thể nuôi nổi, chưa nói đến giá người nàng đẹp như vậy, đồ trang điểm chắc sẽ rất đắt tiền, một mình ăn được lượng cơm như vậy, có thể ăn chết rất nhiều người nha. Không những vậy, sau khi ăn xong bún xào, cuối cùng Lam Y Nhân cũng cảm thấy khát, sau đó nàng còn gọi thêm rượu trứng nữa, ừm, cuối cùng nàng cũng cảm thấy gần no. Trông à, ta buồn ngủ quá, Lam Y Nhân ngáp một cáu, nàng vốn đã rất mệt nhọc, nhưng bây giờ khi đã ăn no rồi, nàng bắt đầu cảm thấy mệt dã rời. Không có việc gì, vợ tiểu Y Y, nàng ngủ đi. Hạ Thiên trực tiếp ôm Lam Y Nhân vào lòng, sau đó chuẩn bị tính tiền. Nhưng lần này lại gặp phải rắc rối xin lỗi, ở đây, chúng ta không quẹt thẻ được. Bà chủ tiệm có chút bất đắc dĩ nhìn thẻ tín dụng trong tay Hạ Thiên, ai lại quẹt thẻ khi đi ăn điểm tâm chứ, nàng thật sự không có chuẩn bị thứ đồ chơi này. Thế nhưng, ngay lập tức bà chủ cung cấp cho Hạ Thiên những lựa chọn khác, nhưng người có thể dùng Alipay hoặc WeChat để thanh toán, mấy cái kia đều có thể. Hai mắt Hạ Thiên tối lại, hắn hoàn toàn không hiểu thanh toán Alipay và WeChat là gì người có thể dùng WeChat để trực tiếp kết nối với thẻ tín dụng của mình, sau đó người có thể thanh toán rồi. Bà chủ lại tiếp tục dạy Hạ Thiên cách trả tiền như thế nào. Nhưng đối với một người ngay cả WeChat cũng không có mà nói chuyện đó rõ ràng là hoàn toàn không hiểu được. Bà chủ tiệm ăn sáng gần như sắp bó tay, bây giờ đã là năm bao nhiêu rồi, sao lại còn có đồ nhà quê như vậy chứ? Thôi, bà chủ, bọn hắn ăn hết bao nhiêu tiền để ta trả cho. đúng lúc này. Từ bên cạnh truyền đến một giọng nói. Chương 1609, lạc đường. Người nói chuyện chính là một nam nhân tóc húi cua, bộ dáng rất cường tráng, chừng 30 tuổi, nhìn sơ qua thì cũng mới ăn điểm tâm xong, hắn vừa lấy ví tiền vừa tiếp tục nói, tính tiền cho ta và bọn hắn luôn đi. Được, bà chủ đương nhiên sẽ không từ chối, có người trả tiền là được. Mặc dù Lam Y Nhân ăn hơi nhiều, nhưng dù sao chỉ là bữa sáng, Hạ Thiên ăn rất ít cho nên bữa sáng kia cũng chỉ tốn mấy chục tệ mà thôi đương nhiên dưới tình huống bình thường nếu như một vị đại mỹ nữ như lam y nhân không có tiền thanh toán thì nhất định sẽ có rất nhiều nam nhân đồng ý giúp đỡ nhưng bây giờ đại mỹ nữ đó lại nằm ở trong ngực một nam nhân khác mà vẫn còn có người đồng ý giúp đỡ thanh toán như vậy chỉ có thể vì tâm địa thiện lương mà thôi ít nhất bây giờ những người khác trong nhà hàng đều cho là như vậy nè ta đi trước lần sau ta trả lại tiền cho ngươi hạ thiên ôm lam y nhân rời đi hắn chuẩn bị đi tìm chỗ ở nhưng đảo thần tiên đã biến mất hắn không có cách nào trở lại đó nhưng hắn mới vừa rời khỏi nhà ăn sau lưng lại truyền đến âm thanh này người anh em chờ một chút hạ thiên quay đầu lại thì nhìn thấy người nam nhân tóc húi cua mới vừa trả tiền giúp mình chuyện gì hạ thiên có chút không vui nhưng nể tình người đó vừa mới giúp hắn trả tiền hạ thiên vẫn nguyện ý nói với người kia vài lời người anh em đừng hiểu lầm mấy chục tệ vừa rồi chỉ là chút tiền lẻ, không cần ngươi trả. Nam nhân tóc húi cua cười nói, nhưng nhìn dáng vẻ của ngươi cũng không tiện cho lắm, nếu không thì ta lại giúp ngươi lần nữa, dùng cái thẻ tín dụng kia rút một chút. Không cần, Hạ Thiên không có hứng thú với chuyện này chút nào, không phải không có tiền mặt thôi sao. Tối nay hắn đi tìm người lấy chút là được rồi. Đối với Hạ Thiên mà nói, đây hoàn toàn không phải vấn đề gì, đến nỗi việc rút thẻ tín dụng, hắn thật ra biết một chút, vì mười mấy năm trước đã từng có người làm loại chuyện này. Hạ Thiên tiếp tục xoay người rời đi, hắn dự định đi tìm khách sạn ở Tạc, nhưng Hạ Thiên rất nhanh phát hiện một vấn đề, đó chính là hắn hoàn toàn không quen thuộc thành phố Giang Hải hiện tại. Mười mấy năm qua, thành phố Giang Hải đã có biến hóa rất lớn, mặc dù Hạ Thiên ở đảo Thần Tiên, trên lý luận cũng là ở thành phố Giang Hải, nhưng trên thực tế, mỗi lần hắn đi dạo với vợ của mình cũng đi những chỗ rất xa ví dụ như muội muội chân dài động một chút sẽ lại lôi kéo thần tiên tỷ tỷ ra ngoại quốc dạo phố, là cao thủ độ kiếp kỳ, trong nháy mắt bọn họ có thể đi tới nơi rất xa, ngược lại bình thường rất ít xuất hiện ở Giang Hải. Kết quả là, càng đi thì Hạ Thiên càng có cảm giác mình lạc đường. Người đi theo ta làm cái gì? Lúc này, Hạ Thiên lại quay đầu, cách đó không xa, nam nhân tóc húi cua kia cũng vừa dừng bước lại. Ta nói này người anh em, nam nhân tóc húi cua đó lên tiếng, Ta không phải là anh em của ngươi." Hạ Thiên không nhịn được cắt lời của đối phương. "Đậu xanh, tiểu tử, ngươi cho rằng lão tử thật sự sẽ trả tiền không công cho ngươi?" Nam nhân tóc húi cua lập tức bùng nổ, vừa rồi nhiều người nên lão tử nhịn, bây giờ lão tử nói cho ngươi, thiên hạ này không có bữa trưa nào miễn phí. "Lão tử bảo ngươi rút chút tiền trong thẻ tín dụng nhưng ngươi không muốn đúng không?" "Vậy được rồi, để lại nữ nhân trong lòng ngươi, nếu không thì ngươi cũng đừng hòng rời khỏi đây." Tên đần như ngươi sẽ không có cách nào ăn cơm chưa? Hạ Thiên nhìn nam nhân tóc húi cua, lập tức lẩm bẩm: Tại sao hiện tại thành phố Giang Hải cũng có nhiều tên ngu ngốc như vậy chứ? Đậu xanh, người mới là đồ ngốc. Nghe vậy, nam nhân tóc húi cua nổi nóng. Bây giờ lão tử sẽ cho người biết nên làm người như thế nào. Nam nhân tóc húi cua đó nói xong lập tức lao về phía Hạ Thiên. Mặc dù nơi này không phải ngõ nhỏ, nhưng cũng tương đối vắng vẻ, cho nên hắn có chút không kiêng nể gì cả. Nam nhân tóc húi của kia đương nhiên không phải loại người tốt bụng giúp người khác làm niềm vui, từ lúc bắt đầu thì hắn đã có hai suy nghĩ, thứ nhất chính là lừa tiểu tử kia giúp thẻ tín dụng, như vậy hắn cũng có thể kiếm được một ít tiền, cuối cùng không lỗ. Về phần suy nghĩ thứ hai, dĩ nhiên chính là Lam Y Nhân, không thể không nói, đại mỹ nữ như Lam Y Nhân đúng là khiến cho rất nhiều người nhớ thương. Đặc biệt là khi mỗi người đều nhìn thấy dáng vẻ và cách ăn mặc của Hạ Thiên, đây khiến cho bọn hắn cảm thấy mình có cơ hội càng dễ dàng động tâm tư. tên đần như người thật sự không nên làm người. hạ thiên tùy ý đá một cước, nam nhân tóc húi cua lập tức văng ra xa. ách nam nhân tóc húi cua phát ra một tiếng kêu rên, ước chừng bay ra xa mấy chục mét rồi rơi xuống mặt đất. oanh mà khi nam nhân tóc húi cua cách mặt đất không đến một thước thì có một chiếc xe con vừa vặn chạy qua đâm vào hắn, làm cho hắn lại bay xa một lần nữa. ách hắn kêu thảm một tiếng, hôn mê bất tỉnh rồi sau đó ngã xuống đất, không còn tiếng động. Hạ Thiên thản nhiên như không có việc gì, quay đầu tiếp tục đi về phía trước không chút hoang mang, ở phía xa, một tòa cao ốc chọc trời tiến vào trong tầm mắt của hắn, Hạ Thiên lập tức trở nên vui vẻ, vì hắn rốt cuộc biết mình muốn đi đâu. Chương 1610, nhìn thấy hết. Tòa nhà cao ốc chọc trời kia chính là tòa kiến trúc làm người khác chú ý nhất ở Giang Hải, cao ốc Thần Y. Mà cao ốc Thần Y dĩ nhiên chính là tổng bộ của tập đoàn Thần Y đối với Hạ Thiên mà nói, tập đoàn thần y cũng tương đương với địa bàn của hắn. Một giây sau, Hạ Thiên biến thành một cái bóng mờ, chạy thẳng về phía cao ốc thần y. Chỉ vẹn vẹn mấy phút Hạ Thiên đã đi tới trước cao ốc thần y, mà hắn cũng không có đi vào từ cửa chính, mà trực tiếp chạy như bay trên vách tường bên ngoài, cuối cùng trực tiếp nhảy vào văn phòng tổng giám đốc. Hiện tại, văn phòng tổng giám đốc đã được đặt ở tầng cao nhất, mà trên thực tế, toàn bộ tầng cao nhất đều chỉ thuộc về một mình tổng giám đốc. Sở dĩ như vậy thật ra cũng có chút bất đắc dĩ, vì Hạ Thiên thỉnh thoảng sẽ chạy tới nơi này, làm chút chuyện không thể miêu tả. Chung quy thì Diệp Mộng Oánh vẫn cảm thấy sẽ tạo thành ảnh hưởng không tốt lắm, thế là đơn độc cách ly phòng làm việc của mình ra, như vậy cho dù Hạ Thiên có thật sự tới đây thì người khác cũng không biết. Mà bởi vì trên này tương đối rộng lớn, cho nên trong văn phòng tổng giám đốc này cái gì cũng có, ngay cả bể bơi cũng có một cái. Nói không chút khoa trương nào, trên bản chất thì tầng cao nhất đã trở thành một biệt thự sang trọng vượt bậc, còn xa hoa gấp mấy lần so với phòng tổng thống mà Hạ Thiên ở trước đó ở thành phố Quế. Nhưng phòng ngủ ở đây chỉ có một phòng, rõ ràng Diệp Mộng Oánh cũng không chuẩn bị để kẻ khác ở lại đây. Một phòng ngủ đã đủ, mặc kệ là một mình nàng ngủ hay Hạ Thiên tới đây ngủ đều không cần phòng thứ hai. Hiện tại Hạ Thiên cần tìm một chỗ ngủ cho Lam Y Nhân, cho nên hắn ôm Lam Y Nhân trực tiếp tiến vào phòng ngủ, sau đó hắn nhìn thấy một người. Bốn mắt chạm nhau, dường như có chút sửng sốt. Một giây sau, một tiếng thét vang lên, a. À, phòng ngủ có người, hơn nữa còn là một đại mỹ nữ siêu cấp, gương mặt kia thậm chí còn đẹp hơn Lam Y Nhân nửa phần, mà dáng người của nàng ta không kém bao nhiêu so với Lam Y Nhân. Sở Dĩ Hạ Thiên có thể thấy rõ dáng người của mỹ nữ này, nguyên nhân rất đơn giản, người mỹ nữ này đang thay quần áo, ưng, ừ, nàng mới vừa cởi áo ngủ, nội y chỉ mặc được một nửa, cảnh tượng đó rất đặc sắc, tóm lại trên cơ bản cái gì nên xem cái gì không nên xem đều bị Hạ Thiên thấy hết bối nhà đầu bây giờ chỗ nào của ngươi cũng không nhỏ nha Hạ Thiên là người lên tiếng trước vị đại mỹ nữ siêu cấp này không ai khác chính là tô bối bối Hạ Thiên vốn dĩ cho rằng ở đây không có ai nhưng khi nhìn thấy tô bối bối ở đây thì hắn cũng không có cảm thấy kỳ quái dù sao bây giờ tô bối bối cũng là tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn thần y nàng ở chỗ này cũng không có gì lạ a à, hạ thiên ngươi tên sắc lang lưu manh đáng chết tô bối bối lại thét lên một tiếng cuối cùng nàng cũng có phản ứng lại tiếp đó một hơi mắng ra mấy trăm chữ bối nha đầu ngươi còn chưa mặc quần áo nha lúc này hạ thiên rất tốt bụng nhắc nhở tô bối bối một câu ngươi không thể vẫn luôn để như vậy hay cố ý muốn cho ta xem sau đó bắt ta chịu trách nhiệm hạ thiên cái tên sắc lang này ngươi đi chết đi tô bối bối phản ứng lại nàng vội vàng nhảy lên trên giường chui vào trong chăn, vừa gài nội y vào vừa giống hạ thiên, người mau đi ra ngoài cho ta. Nhưng tô bối bối đột nhiên phát hiện không đúng, tiếp đó lại gào lên, nè, nữ nhân kia là ai? Cho tới bây giờ, tô bối bối dường như mới nhận ra hạ thiên còn đang ôm một nữ nhân khác trong lòng ngực, mà nhìn kỹ thì nữ nhân đó rất xinh đẹp, dáng người cũng không tồi. Mặc dù dáng người bây giờ của nàng cũng rất khá, không cần phải ghen tị với nữ nhân kia, nhưng trực giác nói cho nàng biết, nữ nhân đó hơn phân nửa có quan hệ không bình thường với tên Hạ Thiên sắc lang kia. À, đây là vợ Tiểu Y Y. Hạ Thiên đi tới rồi đặt Lam Y Nhân lên giường, bối nhà đầu, người mau dậy đi, nhường giường cho vợ Tiểu Y Y ngủ. Dựa vào cái gì mà ta phải nhường cho nàng? Tô bối bối rất tức giận, nhưng đột nhiên lại phản ứng lại, cái gì? Tên sắc lang ngươi lại tìm thêm một cô vợ nữa? Đúng vậy, nhà bối nhà đầu, không phải ta đã nói với ngươi rồi sao? Hạ Thiên nhìn Tô Bối Bối, ta cũng cho ngươi cơ hội, lúc đó ngươi không chịu đáp ứng làm vợ của ta, cũng đừng trách ta. Ngươi, Tô Bối Bối tức điên lên, cái tên sắc lang chết tiệt, ai cần ngươi cho ta cơ hội? Chị họ mới vừa mất tích là ngươi lập tức đi tìm vợ mới, ngươi còn có phải là người hay không hả? Có ai trang hoa như ngươi không? Một ngày không có nữ nhân thì ngươi sẽ chết à. Bối nha đầu, Hạ Thiên nói. Đừng kêu ta là nha đầu, ta không phải là nha đầu. Tô bối bối chừng mắt với Hạ Thiên, gọi ta là tô bối bối hoặc tô đại tiểu thư. Nếu như người muốn thăng cấp thì cũng có thể làm vợ của ta nha, ta cảm giác mình còn cần vài cô vợ nữa, như vậy thì ta sẽ có thể gọi ngươi là vợ bối bối rồi. Hạ Thiên nhìn tô bối bối nói rất chân thành. Hắn không có nói dối, hắn đã bắt đầu cảm thấy, chỉ dựa vào Lam Y Nhân để khôi phục công lực là hy vọng cực nhỏ. Đương nhiên, điểm mấu chốt là, sau khi hắn tận mắt thấy tô bối bối, phát hiện nàng ấy thật sự rất xinh đẹp, có tư cách làm vợ của hắn, đặc biệt là vóc người hiện tại của nàng so với trước kia thực sự như hai người khác nhau. Hạ Thiên, tên sắc lang chết tiệt, ngươi nằm mơ đi, còn lâu ta mới làm vợ của ngươi. Tô bối bối tức giận nói, còn nữa, bây giờ ta đã là tổng giám đốc của tập đoàn thần y, gian phòng này là của ta, người mang nữ nhân kia đi chỗ khác ngủ đi, không cho phép ngủ ở chỗ của ta. Bối nhà đầu, đây là chỗ của Mỹ nữ tỷ tỷ, cũng là chỗ ở của ta. Lúc trước ta thường xuyên ngủ ở đây, bây giờ cũng sẽ ngủ ở đây, nếu ngươi không phục thì có thể tới đánh nhau với ta." Hạ Thiên nói với vẻ mặt rất nghiêm túc. Chương 1611, thật sự rất lớn. Tô Bối Bối lập tức phát điên, tên Lưu Manh này vẫn vô lại như trước, nếu như nàng đánh thắng được hắn thì đã sớm đánh hắn từ lâu rồi, làm gì còn đứng đây nói nhảm với hắn nhiều như vậy. "Bối Nha Đầu, nếu ngươi không rời giường, vậy thì ngủ chung đi." Hạ Thiên trực tiếp chui vào trong chăn. A, à, Tô Bối bối sợ hãi thốt một tiếng, vội vàng nhảy ra khỏi giường, tên sắc lang chết tiệt, người đủ rồi nha, không thấy ta chưa mặc quần áo tử tế sao? Ngươi không thể đi ra ngoài một chút à? Bối nhà đầu, mới vừa rồi ta cũng đã thấy hết, lại nhìn một chút nữa cũng không có gì a. À? Hạ Thiên có chút buồn bực, tại sao ngươi lại nhỏ mọn như vậy chứ? Tô Bối bối rất muốn đánh chết Hạ Thiên, còn dám nói nàng nhỏ mọn? Tô Đại Tiểu Thư nàng, không đúng, bây giờ nàng là Tô Đại Tổng Giám Đốc đã bị hắn nhìn hết, thế mà tên Lưu Manh không biết đủ kia lại còn dám nói nàng nhỏ mọn. Nhưng cuối cùng thì Tô Bối Bối vẫn không hề nói gì, bắt đầu mặc quần áo, lần này nàng cũng lười đi vào phòng tắm hoặc trốn sang nơi khác, chỉ là đưa lưng về phía Hạ Thiên. a à, thật sự rất lớn, Hạ Thiên nhìn bóng lưng của Tô Bối Bối rồi lầm bẩm Lớn sao, Tô Bối Bối đột nhiên quay đầu, trừng mắt với Hạ Thiên, người thích không? mà có thích cũng vô dụng thôi, còn lâu ta mới cho ngươi cơ hội. Lưu lại câu nói này, Tô Bối Bối đã mặc quần áo tử tế, ngẩng đầu ưỡn ngực đi ra phòng ngủ, trong lòng có một chút xíu sảng khoái. Tên Sắc Lang chết tiệt kia, năm đó lần đầu tiên gặp mặt đã ghét bỏ nàng, sau đó thỉnh thoảng lại chê nàng nhỏ, bây giờ cuối cùng cũng cảm thấy dáng người của nàng đẹp rồi à? Hừ, nàng mới không để tên Lưu Manh đáng chết đó chiếm tiện nghi đâu, để cho hắn thấy được mà không ăn được. Tâm trạng của tô bối bối đột nhiên khá hơn, nàng phát hiện cuối cùng thì mình đã có thể chiếm chút thượng phong trước mặt tên sắc lang hạ thiên kia. Đi tới văn phòng tổng giám đốc, tô bối bối thoáng sửa sang lại tâm trạng, tiếp đó đứng dậy đi ra ngoài. Hôm nay là thứ hai, đối với tô bối bối mà nói, hôm nay là một ngày rất quan trọng. Sau khi tiếp nhận trước tổng giám đốc tập đoàn thần y thì đây là ngày đầu tiên nàng mở hội nghị quan trọng ở tập đoàn. Đây dĩ nhiên không phải là lần đầu tô bối bối gặp mặt nhân viên công ty, mà đây cũng không phải là lần đầu nàng chủ trì hội nghị, nhưng điểm khác nhau chính là, lần này tất cả nhân viên quản lý trung tầng trở lên của tập đoàn đều sẽ tham gia hội nghị. Thật ra tòa cao ốc thần y chỉ mới được xây mấy năm gần đây, cao ốc có tất cả 100 tầng, nghe nói có nghĩa là thập toàn thập mỹ và hoàn mỹ trăm đương nhiên, đây chỉ là lý do ở bên ngoài. Trên thực tế, lúc trước xây dựng tòa cao ốc này, Diệp Mộng Oánh có trưng cầu ý kiến của Hạ Thiên, Thế là Hạ Thiên thuận miệng nói xây 100 tầng là được rồi. Vì thế nơi này có 100 tầng. Đến nỗi vì sao Hạ Thiên muốn xây 100 tầng, ưn, ừ, căn bản không có vì sao hết, hắn chỉ tùy tiện nói mà thôi. Phòng họp lớn nhất của tập đoàn thần y nằm ở tầng 99, nguyên nhân rất đơn giản, nó gần với văn phòng tổng giám đốc, dù sao thì cũng không thể để cho tổng giám đốc đi quá xa. Đương nhiên, tầng này còn có một phòng họp nhỏ. Bình thường giám đốc mở họp hay cuộc họp khác đều sẽ ở trong phòng này. Tô Bối Bối đi thang máy từ tầng cao nhất xuống tầng 99, tiếp đó đi về phía phòng họp, nhưng nàng không đi đến phòng họp lớn mà rẽ vào phòng họp nhỏ. Tiếp đó, Tô Bối Bối đóng cửa phòng họp nhỏ lại rồi ngồi trên một chiếc ghế dựa, hai mắt nhắm nghiền nhìn như đang nghỉ ngơi, trên thực tế thì nàng đang lắng nghe động tĩnh ở phòng bên cạnh. Bên cạnh chính là phòng họp lớn mà tất cả âm thanh đều có thể truyền vào trong tai Tô Bối Bối một cách rõ ràng, dù sao thì bây giờ nàng cũng là người tu tiên có chút cường đại. Hiện tại vẫn còn sớm, chỉ vừa mới qua 8 giờ, thời gian mở hội nghị là 9 giờ 10, mà giờ làm việc của tập đoàn Thần Y là 9 giờ đúng, nói cách khác thì cuộc họp được sắp xếp sau giờ làm việc 10 phút. Thời gian mở họp đã được thông báo từ thứ 6 tuần trước, yêu cầu mỗi người nhất thiết phải có mặt, cho dù là ở bên ngoài thì cũng phải nhanh chóng trở về họp mà thời gian hai ngày cũng đã dư giả, cho dù ở nước ngoài thì cũng có thể về kịp. Đương nhiên cũng không phải mỗi người đều hài lòng, ví dụ như có một người đang ở nước ngoài du lịch cũng bị thông báo trở về, hiện tại tâm trạng của người đó không tốt lắm. Bây giờ, hắn không khỏi lầm bầm trong phòng họp. Không biết làm cái quỷ gì nữa, nhất định đòi mở họp cho bằng được. Ta mới vừa xin nghỉ phép, tuy là sau này còn có thể bù lại, nhưng đây không phải là muốn hành người ta sao. Người này hạ cánh ở sân bay từ sáng sớm, sau đó trực tiếp đi tới công ty, cho nên có mặt tương đối sớm. Thật ra thì bây giờ trong phòng họp lớn cũng đã có rất nhiều người, có lẽ đa số đều biết hội nghị lần này không tầm thường, rất nhiều người đều chạy tới đây từ sớm. Trần tổng à, người cũng đừng quá tức giận, tập đoàn xảy ra chuyện lớn như vậy, tôi Tổ tổng triệu tập tất cả mọi người trở về họp cũng là chuyện bình thường thôi mà, dù sao thì bây giờ bên ngoài đã có rất nhiều lời đồn. Một người ở bên cạnh tiếp lời, Đúng vậy, bây giờ xuất hiện đủ loại tin tức lung tung rối loạn, có ai biết rõ chuyện gì đang xảy ra không? Chẳng lẽ Diệp tổng đã xảy ra chuyện thật rồi? Bên cạnh có người bu lại hỏi thăm tin tức. Ta không rõ ràng lắm, có lời đồn nói Diệp tổng đã mất tích, nhưng cũng có người nói Diệp tổng chỉ là đi ra ngoài du lịch. Nhưng nếu chỉ là du lịch thì cũng không cần nhường vị trí cho người khác mà. Chẳng lẽ Diệp tổng muốn về hưu? Đây rất có khả năng, mặc dù Diệp tổng còn rất trẻ nhưng nàng ta cũng không thiếu tiền, nói không chừng nàng muốn xin nghỉ hưu sớm, tiếp đó đi một vòng thế giới. Ta cũng cho rằng có thể là Diệp Tổng muốn về hưu, nhưng nói trở lại, Diệp Tổng về hưu cũng không phải việc gì lớn, nhưng bàn giao vị trí đó cho một tiểu nha đầu vừa mới tốt nghiệp đại học có phải quá không ổn thỏa rồi không? chương 1612, Bại hoại thần y ca Càng ngày càng có nhiều người tiến vào phòng họp lớn, mà những người kia bắt đầu tụ tập top 5 top 3 bàn tán, mới vừa bắt đầu thì cả đám đều đang nói về Diệp Mộng Oánh, nhưng sau lại dần dần chuyển đề tài sang Tô Bối Bối. Có ai hiểu biết vị Tô tổng mới tới kia không? Có người đặt câu hỏi, ta có điều tra nhưng lại không tra được tin gì cả, chỉ biết là nàng ta mới vừa tốt nghiệp đại học, đây có hơi chút không đáng tin không? Tô tổng là tốt nghiệp tiến sĩ, hơn nữa nàng cũng học quản lý. Có người không khỏi nhắc nhở. Dù tốt nghiệp tiến sĩ thì nàng cũng chỉ vừa mới tốt nghiệp căn bản là không có kinh nghiệm làm việc gì. Đúng vậy, căn bản không có kinh nghiệm, tuổi cũng không lớn, mới chỉ 27 tuổi mà thôi. 27 tuổi cũng không nhỏ, nên nhớ lúc trước Diệp tổng của chúng ta thành lập tập đoàn Thần Y cũng chỉ mới 25 tuổi. Chuyện đó không giống nhau, khi Diệp tổng 25 tuổi thì đã có mấy năm kinh nghiệm làm việc, nhưng vị Tô tổng mới tới kia vẫn luôn đọc sách. Nè nè, các ngươi cẩn thận một chút, vị Tô tổng đó chắc không dễ trêu chọc đâu không phải mọi người đều nói nữ tiến sĩ đều là diệt tuyệt sư thái sao? Người nói bậy cái gì đấy? Diệp Tổng có thể đưa vị trí Tổng Giám Đốc cho Tô Tổng đã cho thấy Tô Tổng rất đáng tin cậy rồi. Có người nghi ngờ Tô Bối Bối, cũng có người lên tiếng phản bác, nhưng Tổng thể tới nói, người không tín nhiệm Tô Bối Bối có rất nhiều, đương nhiên, chiếm đa số là những người duy trì im lặng, không có phát biểu ý kiến gì. Bây giờ, trên tầng cao nhất, Hạ Thiên bắt đầu cảm thấy có chút nhàm chán. Hạ Thiên vốn dĩ dự định đợi Lam Y Nhân tỉnh ngủ rồi lại ra ngoài, nhưng Lam Y Nhân đã ngủ hơn một tiếng rồi mà vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại, cho nên Hạ Thiên quyết định đi ra ngoài, vì hắn nhớ tới mình cần phải đi gặp bạn gái của con trai, nữ lão sư Tô Mặc. Nhưng đi ra ngoài không khó, tìm người mới là chuyện khó, mặc dù hắn có địa chỉ của Tô Mặc, nhưng mấy năm nay thành phố Giang Hải biến hóa rất lớn, hắn phát hiện mình không chắc có thể tìm được. Tuy Hạ Thiên biết có một loại dụng cụ dẫn đường bằng thịt tên là xe taxi, nhưng vấn đề là hắn không biết xe taxi có thể cả thẻ tín dụng hay không. Trải qua việc sáng nay không thể cả thẻ mua bữa sáng, Hạ Thiên quyết định vẫn nên mang một ít tiền mặt đi ra ngoài. Mười mấy năm trước ở kinh thành, sau khi thẻ ngân hàng bị đóng băng thì Hạ Thiên phát hiện tiền mặt càng thêm đáng tin cậy. Mà bây giờ hắn lại phát hiện mười mấy năm trôi qua, có một số việc vẫn không hề biến hóa. Ví dụ như bây giờ vẫn là tiền mặt đáng tin nhất ừm, nên đi tìm bối nha đầu lấy ít tiền mặt. Hạ Thiên lập tức có quyết định, tiếp đó hắn bước ra phòng ngủ. Cầm điện thoại di động lên, Hạ Thiên nhập dãy số của tô bối bối vào. Bối nha đầu, người đang ở đâu vậy? Hạ Thiên thuận miệng hỏi. Ta ở chỗ nào thì mặc kệ ta. Tô bối bối hử nhẹ một tiếng, ta có việc, đừng đến tìm ta. Tô bối bối lập tức cúp máy, trong lòng còn có chút đắc ý nho nhỏ, cái tên lưu manh đáng chết kia, bây giờ mới bắt đầu đánh chủ ý sang nàng sao. Nàng mới sẽ không cho hắn được như ý đâu, để cho hắn mỗi ngày lo lắng xuông. Hạ Thiên có chút không hài lòng, cho nên hắn quyết định đi đánh tô bối bối một trận, rất nhanh, hắn đã ngửi được mùi hương của tô bối bối trong không khí, tiếp đó hắn đi theo mùi hương này tới thang máy. Khi cửa thang máy tự động mở ra, một người bước khỏi thang máy, đó là một nữ nhân xinh xắn, ăn mặc tương đối thoải mái, áo thun và quần jean, chân mang một đôi giày thể thao. Hạ Thiên thoáng nhìn nữ nhân xinh đẹp này một cái, tiếp đó không có hứng thú mấy. Dáng người quá kém, ngực còn nhỏ hơn tiểu muội chân dài, hơn nữa chiều dài chân cũng kém xa nàng ấy. Không để ý đến nữ nhân xinh đẹp đó, Hạ Thiên tiếp tục bước vào thang máy, ngược lại nữ nhân xinh đẹp kia vẫn luôn nhìn chằm chằm Hạ Thiên, dường như cảm thấy có chút kỳ quái, có lẽ vì nàng biết tầng này trên cơ bản không có nam nhân đến. Hai người nghiêng người đi qua nhau sau đó nữ nhân xinh đẹp đột nhiên kêu lên một tiếng A, à, ngươi là bại hoại thần Ikaka phải không? Nữ nhân xinh đẹp lại vọt vào trong thang máy, có chút ngạc nhiên nhìn Hạ Thiên, mà xương hô của nàng cũng khiến cho Hạ Thiên sừng sốt. Bại hoại thần Ikaka. Xương hô này nghe khá quen, hình như có người từng gọi hắn như vậy thì phải. Hạ Thiên nhìn chằm chằm nữ nhân xinh đẹp khoảng chừng 10 giây, tiếp đó hắn rốt cuộc nhớ tới, người chính là Hàm Hàm, tiểu nha đầu kia. Người dùng xương hô kỳ quái như vậy để gọi Hạ Thiên chỉ có một, mà Hạ Thiên sở dĩ nhớ kỹ nha đầu đó cũng vì một nguyên nhân khác, đó chính là khi tiểu nha đầu này mới 10 tuổi mà đã biết cho vay nặng lãi, hơn nữa còn là cho vay nặng lãi với mộng tỷ xinh đẹp, à, tiểu nha đầu này còn có một người ba ngốc nghếch. Qua, wow, bại hoại thần y ca ca, thật đúng là ngươi rồi. Tại sao mười mấy năm rồi mà ngươi lại không hề có chút thay đổi nào vậy? Nữ nhân xinh đẹp lộ ra vẻ mặt kinh ngạc và cảm thán, không đúng, chẳng phải ngươi và chị Hai, còn có các cô nàng kia đang mất tích sao? Tại sao ngươi lại ở chỗ này chứ? Chương 1613. Tô tổng. Nữ nhân xinh đẹp này chính là Hàm Hàm đã trưởng thành, trước kia nàng mới 10 tuổi, bây giờ đã 22, càng lớn càng xinh đẹp, có điều dáng người rõ ràng không được nuôi dưỡng tốt. Mà giờ khắc này, Hàm Hàm đang nhìn chằm chằm Hạ Thiên với cặp mắt xinh đẹp, trên mặt hiện lên sự tò mò, nàng hiển nhiên rất kinh ngạc khi thấy Hạ Thiên ở đây không đợi Hạ Thiên trả lời, nàng lại kêu lên A, à, bại hoại thần y ca ca. Nè, không cho phép gọi ta là bại hoại, Hạ Thiên trừng mắt với hàm hàm, trước kia hắn cũng từng uy hiếp tiểu nha đầu đó vì không hài lòng cách xưng hô như thế, hiện tại, tiểu nha đầu kia đã lớn rồi mà vẫn còn không biết tiếp thu dạy bảo. Được, thần y ca ca, chị hai và cô cô đều không thấy đâu, Diệp Mộng Oánh tỷ cũng không thấy đâu. Ta nghe mẹ nói là các nàng đều mất tích, nhưng ngươi lại không có mất tích, hơn nữa còn đứng ở đây, bối bối tỷ lại trở thành tổng giám đốc mới nơi này, đừng nói với ta là ngươi và bối bối tỷ thông đồng với nhau. a à, hỏng bét, hàm hàm lộ ra vẻ mặt đau khổ, cái kia, thần y ca ca, à không, anh rể, có phải ta đã phát hiện bí mật lớn gì không, ngươi sẽ giết ta diệt khẩu sao? Tại sao ngươi vẫn y như lúc nhỏ vậy hả? Muốn ăn đòn tới vậy sao? Hạ thiên trừng mắt với hàm hàm, nếu không phải dáng người của ngươi không tốt thì ta đã tét mông của ngươi rồi nhìn hàm hàm hạ thiên có chút buồn bực ta nhớ là nhà ngươi sản xuất kem kích thích vòng một mà tại sao ngươi lại không dùng ta không thèm dùng cái đó đâu hàm hàm bĩu môi hàng thiên nhiên mới là tốt nhất có câu ngực không phẳng thì làm sao bình thiên hạ nếu hàm ta là dựa vào trí thông minh để kiếm cơm coi bộ trí thông minh của ngươi không được cao lắm hạ thiên khinh thường nhìn hàm hàm lúc này hắn cũng không có hứng thú với đối phương ta không nói nhảm với ngươi nữa ta đi tìm bối nhà đầu lấy tiền đây Tiền, Hàm Hàm vừa nghe đến chữ đó thì hai mắt lập tức tỏa sáng, "Anh rể, tại sao ngươi muốn đi tìm Bối Bối tỷ lấy tiền vậy? Ngươi không có tiền dùng sao?" "Trên người của ta không có tiền mặt, quá bất tiện." Hạ Thiên Thuận miệng đáp, "Anh rể, ta có tiền mặt nha, ngươi muốn bao nhiêu? Ta lập tức cho ngươi." Hàm Hàm lộ ra dáng vẻ rất nóng lòng, "Ngươi đừng đi tìm Bối Bối tỷ, nàng ấy sắp họp rồi, rất bận rộn." Không đợi Hạ Thiên nói xong, hàm hàm lập tức lên tiếng, một vạn có đủ không? Anh rể à, ta có thể cho ngươi mượn tiền, nhưng hình như một vạn không xứng với thân phận của ngươi thì phải, ta cho mượn 10 vạn nha. Á, à, 10 mười vạn hình như vẫn còn thiếu, nếu không thì bây giờ chúng ta đi ngân hàng, ta đi lấy một trăm vạn cho ngươi. Hạ thiên trừng mắt nhìn hàm hàm, nhà đầu này đang muốn cho hắn vay để lấy lãi đây mà. Trước kia, mộng tỷ tìm nhà đầu này mượn một trăm tệ, sau đó lại phải trả một vạn, bây giờ nha đầu này lại muốn cho hắn mượn 100 vạn, chẳng lẽ là muốn hắn trả lại 100 triệu? Bây giờ trên người của ngươi có bao nhiêu tiền mặt? Hạ Thiên hỏi. Trên người của ta, hàm hàm tìm được một chiếc túi tiền trên người, tiếp đó có chút ngượng ngùng, chuyện kia, anh rể à, hiện tại tất cả mọi người đều không dùng tiền mặt, ngay cả thẻ cũng không còn ai dùng, bây giờ chúng ta đều trực tiếp trả tiền mua đồ bằng di động, cho nên bây giờ, trên người của ta cũng chỉ có mấy trăm tệ tiền mặt thôi. Điện thoại trả tiền như thế nào? Hạ Thiên nhớ tới sáng nay tại tiệm ăn, bà chủ kia cũng bảo hắn trả tiền bằng di động. Anh rể, ngươi thực sự hoàn toàn không theo kịp thời đại, để ta dạy ngươi, ngươi có WeChat hoặc Alipay không? Hàm Hàm tạm thời từ bỏ dự định cho Hạ Thiên vay lãi suất cao. Không có, Hạ Thiên trả lời rất dứt khoát, trước kia hắn có chơi qua QQ, nhưng WeChat cái gì đó thì căn bản chưa từng đụng tới. Hàm Hàm có chút bó tay rồi. Thời đại này còn có người không dùng WeChat sao? Anh rể thực sự là lão ngoan đồng mà. Nhưng nhìn tướng mạo của hắn, thấy thế nào cũng không già nha, vẫn cứ như 20 tuổi, nhìn không khác gì người cùng lứa tuổi với nàng. Hàm Hàm đảo mắt một vòng, lại có chủ ý mới, anh rể, người cần tiền mặt để làm gì? Có phải ngươi muốn đi ra ngoài làm việc hay như thế nào? Bây giờ ta không có chuyện làm, ta có thể đi chung với ngươi, đến lúc đó ta trả tiền giúp ngươi là được rồi. Hạ Thiên suy nghĩ một chút, tiếp đó đáp ứng, tốt thôi, bây giờ ta chuẩn bị ra ngoài tìm người. Mặc dù, tiểu nha đầu hàm hàm rất thích hố ngươi, nhưng Hạ Thiên lại không lo lắng bị hố, trên thế giới này sẽ không ai có thể chơi hắn nhiều như muội muội chân dài. Anh rể, người muốn đi đâu? Cho ta địa chỉ đi, chúng ta đón xe là được. Hàm hàm lập tức nói. Hàm hàm vừa nói vừa ấn thang máy, trực tiếp đi tới lầu một. Mà giờ khắc này, trong phòng họp lớn ở tầng 99, mọi người đã có mặt đông đủ, một số người còn đang bàn tán đủ chuyện, hiện trường rất ồn ào. Nhưng đúng lúc này, một hình bóng xuất hiện ở cửa phòng hội nghị, phòng họp lập tức yên tĩnh trở lại trong nháy mắt. Người bước vào chính là Tô Bối Bối, tổng giám đốc tân nhiệm của tập đoàn Thần Y. Trong phòng họp, có vài người lần đầu tiên nhìn thấy Tô Bối Bối, nhưng trước đó bọn hắn đều nhìn qua ảnh chụp trên mạng, có điều khi bọn hắn nhìn thấy người thật thì mới phát hiện vị nữ tổng giám đốc tân nhiệm này, bất luận là dung nhan hay phong thái đều không thua kém gì vị tổng giám đốc trước đó. Tô bối bối mặc một bộ công sở có chút bảo thủ, trên người mơ hồ tản ra một chút lạnh lẽo, mang đến cho người ta một loại hương vị nữ tổng giám đốc băng sơn. Nếu như Hạ Thiên nhìn thấy dáng vẻ bây giờ của tô bối bối thì nhất định sẽ cảm thấy buồn bực, tô bối bối nha đầu vậy mà cũng có lúc nhìn giống như một ngọn núi tuyết. chương 1614, Tân Quan nhậm chức, giết gà dọa khỉ, Mặc dù Tô Bối Bối vẫn đang tỏa ra khí tức lạnh lẽo, nhưng trong phòng họp đã có không ít nam nhân lộ ra ánh mắt lửa nóng, dáng người của vị nữ tổng giám đốc Băng Sơn đó quá tốt, tốt đến mức khiến cho bọn hắn có chút khống chế không nổi suy nghĩ miên man. Về phần các nữ nhân trong phòng họp, các nàng ít nhiều có chút ghen tị, vị Tô đại tổng giám đốc này thực sự là tốt số, mới vừa tốt nghiệp tiến sĩ là đã có thể trở thành tổng giám đốc tập đoàn Thần Y, đây cũng không cần bàn tới nhưng nàng lại còn có gương mặt xinh đẹp và dáng người hoàn mỹ như vậy, người so sánh với người, tại sao lại có sự chênh lệch lớn tới như vậy chứ? Cộc cộc cộc, tiếng giày cao gót gõ xuống mặt sàn vang lên, tô bối bối chậm rãi đi tới bục chính phòng họp. Một phút sau, tô bối bối đã đứng trên đài hội nghị, nàng quay người nhìn đám người, trong đôi mắt xinh đẹp kia mơ hồ hiện ra ánh sáng lạnh thấu xương. Đã đến giờ, bây giờ bắt đầu cuộc họp, giọng của tô bối bối có chút lạnh nhạt, các người đều biết nguyên nhân của cuộc họp hôm nay, ta cũng không nhiều lời, ta có thể nói cho các người biết, chị họ của ta cũng chính là tổng giám đốc tiền nhiệm Diệp Mộng Oánh chỉ đi ra ngoài du lịch, không hề xảy ra chuyện gì, càng không có chuyện mất tích. Về phần khi nào nàng trở về thì đó là chuyện của nàng, các người không cần quan tâm. Nhưng, Tô Tổng, một người nhấc tay muốn lên tiếng. Chưa đến phiên ngươi nói chuyện, Tô bối bối lạnh lùng nhìn người kia, bây giờ ta sẽ gọi tên, hy vọng các ngươi nghe rõ, Trần Lộ. Vương Hải, tô bối bối bắt đầu đọc hết tên này đến tên khác, ước chừng gọi chừng mấy chục người thì mới dừng lại một chút, sau đó nàng bổ sung một câu, xin chúc mừng tất cả những người này, các ngươi đã bị sa thái, từ giờ trở đi các ngươi sẽ không còn là nhân viên của tập đoàn thần y nữa. Cái gì? Sa thải. Trần Tổng cũng bị đuổi. Tại sao Lý Tổng cũng bị đuổi chứ? Trong phòng họp một mảnh xôn xao, Tin tức đó lập tức khiến tất cả mọi người đều choáng váng. Mà những người bị đọc tên lập tức phẫn nộ. Sa thải ta, dựa vào cái gì muốn đuổi ta? Ta đang đi du lịch ở nước ngoài còn vội vã chạy về đây, bây giờ ngươi còn muốn đuổi việc ta? Công ty chi nhánh của ta chính là quán quân tiêu thụ tháng trước, dựa vào cái gì đuổi ta? Ta làm gì sai, tại sao lại bị đuổi chứ? Tô Bối Bối, ngươi nói cho rõ ràng vào, ngươi dựa vào cái gì muốn đuổi ta? mấy chục người đều kích động gân cổ kêu la, rõ ràng, hành động kia của tô bối bối hoàn toàn ngoài dự liệu của bọn hắn. Tất cả im miệng cho ta, giọng nói trong trẻo lạnh lùng truyền vào trong tai tất cả mọi người, trong một tiếng hét vang này của tô bối bối có xen lẫn một cỗ sức mạnh thuộc về người tu tiên, khiến cho mỗi người đều cảm thấy tâm thần chấn động, sau đó, hội trường lại an tĩnh lần nữa. Nhưng vị trần tổng từ nước ngoài chạy về vẫn không phục, tô bối bối, người dựa vào cái gì đuổi việc ta nếu người muốn đuổi nhiều nhân viên như vậy thì ít nhất cũng phải cho chúng ta một lý do thuyết phục chứ lý do rất đơn giản Tổ bối bối lạnh lùng quét nhìn đám người mới vừa rồi các ngươi nói xấu ta trong phòng họp chẳng lẽ các ngươi cho rằng ta không biết sao cái gì trần tổng cảm thấy rất hoang đường không nói về việc ta có nói xấu ngươi hay không nếu ta có nhỡ miệng nói bậy thì ngươi cũng không thể lấy lý do đó để sa thải ta được ngươi không cảm thấy lý do này rất buồn cười sao buồn cười không phải ta mà là các ngươi, Tô Bối bối lạnh lùng cười một tiếng, ta là tổng giám đốc tập đoàn Thần Y, ta muốn đổi bất cứ người nào cũng được, ta vốn dĩ không cần lý do. Tô Bối bối chậm rãi nhìn xung quanh một vòng rồi tiếp tục nói, ta hy vọng mỗi người các ngươi đều nhớ kỹ một việc, đó chính là, tập đoàn Thần Y có được địa vị như hôm nay đều không dựa vào bất cứ người nào trong các ngươi. Sức cạnh tranh quan trọng nhất của tập đoàn Thần Y là sản phẩm, mà các ngươi, cho dù có bán được sản phẩm cho dù các ngươi phát triển thị trường thì những việc các ngươi làm chỉ là dệt hoa trên gấm mà thôi. Lúc này, trong phòng họp yên tĩnh đến dị thường, bởi vì hiện tại, không ít người đã hiểu, vị tổng giám đốc tân nhiệm này rõ ràng muốn lập uy. Hơn nữa những lời của Tô Bối Bối đều không sai, đúng vậy, tập đoàn Thần Y có thể trở thành một trong công ty nổi danh toàn cầu, mấu chốt nhất đúng là bởi vì chất lượng sản phẩm không thể thay thế, mặc dù bọn hắn cũng không cảm thấy mình vô dụng nhưng bọn hắn cũng không phải là người không thể thay thế được. Tập đoàn thần y có thể không cần các ngươi, nhưng một khi các ngươi rời đi tập đoàn thần y thì tuyệt đối sẽ không thể tốt hơn so với khi ở đây. Cho nên ta hy vọng mỗi người các ngươi nên nhận rõ vị trí của mình, không nên cảm thấy hiện tại là thời cơ có thể đục nước béo cò, càng không được có dự định khiêu chiến địa vị của ta. Giọng nói của tô bối bối vẫn thanh lãnh như cũ, bây giờ mời những người vừa bị ta nêu tên tự động đi ra khỏi phòng họp bằng không thì bảo vệ sẽ tiến các ngươi ra ngoài. Khi tô bối bối đang thể hiện uy phong của Tổng Giám Đốc thì hàm hàm đã dẫn Hạ Thiên rời khỏi cao ốc thần y. Anh rể, thật ra ta đã lấy được bằng lái, nhưng ta còn chưa mua xe, nếu không thì ngươi mua cho ta một chiếc đi. Như vậy ngươi muốn đi đâu thì ta cũng có thể lái xe đưa ngươi đi. Hàm hàm vừa dùng di động kêu xe, hiện tại hai người vừa đang chờ xe tới vừa tán gấu. chương 1615, đứa con đầu gấu. Không mua, Hạ Thiên từ chối thẳng thừng. Tại sao vậy? Hàm Hàm hơi buồn bực nói, anh rể, ngươi lâu như vậy mới đến gặp ta, không nên cho ta chút quà gặp mặt à. Có phải bây giờ ngươi không có tiền hay không? Không có tiền cũng không sao, ta có thể cho ngươi vay nha. Ngươi không xinh đẹp, tại sao ta phải tặng quà gặp mặt cho ngươi? Hạ Thiên uể oải nói, hắn sẽ không bị nha đầu này hố đâu, không ngờ nàng lại có suy nghĩ để hắn tìm nàng vay tiền mua xe cho nàng. Anh rể, rõ ràng ta rất xinh đẹp mà. Hàm Hàm thật sự buồn bực, lúc còn học đại học, ta chính là hoa khôi của trường đấy. Ngươi nhìn kỹ đi, ta và đại tỷ xinh đẹp như vậy, chỉ kém hơn cô cô một chút mà thôi. Ánh mắt nam sinh trường đại học các ngươi bị sao vậy? Ngay cả ngươi mà còn có thể làm hoa khôi của trường. Hạ Thiên hơi ngạc nhiên, ngươi không có ngực, vậy thì xinh đẹp chỗ nào? Anh rể, mắt thẩm mỹ của ngươi có vấn đề à? Ai nói con gái xinh đẹp thì nhất định phải có ngực lớn? hàm hàm không phục không tin chúng ta đi tìm người khác hỏi xem thử chắc chắn bọn hắn đều nói ta xinh đẹp người khác cảm thấy ngươi xinh đẹp thì có quan hệ gì với ta hạ thiên xem thường nói dù sao thì ta cảm thấy ngươi không xinh đẹp hàm hàm buồn bực bởi vì nàng thật sự không cách nào bác bỏ thẩm mỹ của mỗi người không giống nhau người anh rể này nhất định phải cho rằng nàng không xinh đẹp thì nàng cũng không có cách nào cũng may lúc này xe đã đến xem như làm dịu buồn bực của hàm hàm hai người lên xe tài xế là một nam nhân trẻ tuổi ngay khi hàm hàm vừa bước lên xe thì đã không nhịn được hỏi một câu anh tài xế ngươi cảm thấy ta xinh đẹp không mỹ nữ dáng dấp của ngươi giống như minh tinh sao còn hỏi câu này chứ tài xế trẻ tuổi nhìn hàm hàm một chút mở miệng nói hừ ta đã nói ta xinh đẹp mà hàm hàm không phục nhìn hạ thiên một cái ánh mắt của hắn không tốt hạ thiên thuận miệng nói ta nói này, ánh mắt không nên quá cao, bạn gái xinh đẹp như thế, nếu mà người ghét bỏ thì rất nhanh đã sẽ bị người khác cướp mất đó. Tài xế trẻ tuổi vừa lái xe vừa nói, ta không có loại bạn gái không xinh đẹp như thế này. Hạ Thiên Huệ Hoài nói, vợ của ta xinh đẹp hơn nàng nhiều. Ha ha, người anh em, làm màu thật hay. Tài xế cười ha ha một tiếng, hiển nhiên hắn không tin. Anh tài xế, người đừng nói nữa, tập trung lái xe đi. Lúc này, hàm hàm mở miệng nói vợ của hắn đúng là xinh đẹp hơn ta còn nữa ngươi đừng nói xấu vợ hắn hắn sẽ đánh người đấy mặc dù hàm hàm đã không gặp mặt hạ thiên rất nhiều năm nhưng nàng hiểu rất rõ tình tính của hạ thiên tài xế kia hình như còn muốn nói điều gì nhưng cuối cùng vẫn nhịn xuống dù sao hắn chỉ là một tài xế lái xe loại chuyện này không tới phiên hắn quản làm không cẩn thận bị khách hàng khiếu nại hắn còn bị thiệt nữa hạ thiên không đánh người bây giờ bình thường hắn còn chẳng muốn đánh người. Khoảng một mười lăm phút sau, xe đã chạy tới nơi, Hạ Thiên mở cửa xuống xe, hàm hàm cũng xuống theo. Mỹ nữ, nhớ đánh giá năm sao, cảm ơn nha. Tài xế lái xe vẫn còn đang nói chuyện với hàm hàm. Biết rồi, anh tài xế. Hàm hàm cầm điện thoại di động, quay đầu nhìn Hạ Thiên, anh rể, ngươi xem, hiện tại chúng ta đều trực tiếp dùng di động trả tiền như vậy. Thật ra thì không cần dùng tiền mặt, à, người tài xế này nói ta xinh đẹp, đánh giá hắn năm sao đi. Hàm hàm thật đúng là đánh giá năm sao, sau đó cất điện thoại, tiếp tục hỏi thăm Hạ Thiên, anh rể, người tới đây làm gì vậy? Bây giờ trong trường cũng không có ai. Hiện tại là giữa tháng 8, trường học vẫn chưa khai giảng, bình thường trong trường cơ bản không có ai. Giống như trường trước mắt này, hiện tại ngay cả người canh cổng cũng không có. Thật ra, mặc dù Hạ Thiên chưa tới trường này nhưng hắn vẫn biết rõ, bởi vì trước đó Băng Băng đã nói với hắn là Hạ Lãnh đi học ở đây. Nơi này chính là một trường học dành cho quý tộc. Như Thần Tiên tỷ tỷ nói như vậy, bây giờ Hạ Thiên giống như một đứa bé, cho nên loại chuyện đưa trẻ con đi học, cho tới bây giờ hắn đều không quản. Từ khi Hạ Lãnh sinh ra đến bây giờ đã 12 tuổi, hắn trên cơ bản đều không quản chuyện của Hạ Lãnh. Hạ Lãnh cũng không tiếp nhận Băng Hỏa Linh thể của hắn, cho nên cũng không cách nào học Nghịch Thiên Bát Châm mà phương diện võ thuật trên cơ bản không cần Hạ Thiên tự mình dạy. Đương nhiên, Hạ Thiên ngược lại cũng không phải hoàn toàn không quản, giống như đệ tứ châm tẩy tủy, trên cơ bản hắn chỉ tẩy tủy cho vợ hoặc chỉ tẩy tủy cho mỹ nữ, nhưng bây giờ phá lệ dùng cho con trai Hạ Lãnh của hắn. Về phần Hạ Lãnh bây giờ bị dạy dỗ thành thế nào thì Hạ Thiên cũng không chắc chắn lắm, chỉ nhớ rõ có lần hắn nghe băng băng nhà hắn nói sẽ cho Hạ Lãnh thành một hài tử gấu bể, cho nên Hạ Thiên cũng cảm thấy Hạ Lãnh sẽ biến thành một hùng hài tử, đứa trẻ gấu bể. Hình như bạn gái của hùng hài tử Hạ Lãnh kia ở đây, để ta xem thử. Lúc này, Hạ Thiên trả lời vấn đề của Hàm Hàm. "Hạ Lãnh, Hàm Hàm có chút ngạc nhiên, anh rể, ngươi nói là con của ngươi à? Không phải Hạ Lãnh nhà các ngươi mới chỉ hơn 10 tuổi một chút à? Sao đã có bạn gái được? Hắn đã 12 tuổi rồi, có bạn gái cũng rất bình thường, năm đó ta 3 tuổi đã có vợ." Hạ Thiên Thuận miệng nói. Hàm hàm không biết nói gì, giáo dục trong gia đình của anh rể này có chút vấn đề. Sau này, nếu như nàng có cháu thì nói không chừng cũng sẽ biến thành siêu cấp đầu gấu. Úp, nói không chừng không phải cháu đâu. Hàm hàm suy nghĩ ở trong lòng, sau đó đã cảm thấy có chút hỗn loạn nên không nghĩ nữa. chương 1616, không cần vội. Anh rể, người ngươi muốn tìm ở trong trường học à? Hàm hàm mở miệng hỏi, Nàng nhìn cửa chính trường học một chút, sao ta nhìn trường học này giống như đã bỏ hoang vậy chứ? Cửa chính mở rộng ra như vậy, không có bảo vệ giám sát, nhìn cái khóa cổng kia cũng giống như sắp hư mất. Cái này khiến Hàm Hàm hơi buồn bực, thật ra nàng cũng đã được nghe nói trường này là trường học quý tộc rất nổi tiếng. Thật ra thì đầu năm nay, trường học quý tộc nghiêm ngặt chia thành hai loại, một loại là thật tốt, mặc dù không nhất định có thể chân chính bồi dưỡng được quý tộc, nhưng đối với học sinh có yêu cầu rất nghiêm ngặt cũng có thể để cho học sinh học được rất nhiều thứ. Còn có một loại, đó chính là rất dở, thuần túy chính là trông con giúp kẻ có tiền. Thật ra, trường học quý tộc Minh Nhật chính là loại rất dở, học sinh nơi này không tốt mấy, về phần vì sao hạ lãnh bị đưa tới nơi này thì hạ thiên cũng không rõ ràng. Tô mặc kia đã cho ta địa chỉ là ở đây, hạ thiên nói xong thì đi vào bên trong, sau đó hắn phát hiện trường học này quả thật hơi hoang vu, nhìn qua giống như đã rất lâu không có người ở, trên mặt đất đều có lá cây, còn có một chút rác rưởi, rõ ràng đã lâu rồi không ai quét dọn. Chuyện này làm cho Hạ Thiên không nhịn được hơi hoài nghi, chẳng lẽ hắn đã bị lừa à? Nhưng nơi này xem ra thật không có người ở nha. Hàm hàm lầm bầm một câu, nhưng vẫn đi theo sau lưng Hạ Thiên vào trong. Có người, lúc này, Hạ Thiên nói khẳng định một câu, bởi vì hắn đã có thể xác định trong này có người. Sau đó, tốc độ của Hạ Thiên tăng lên, đến mức hàm hàm không thể không chạy anh rể, người đi chậm một chút, ta theo không kịp. Hàm hàm phàn nàn, cái trường học này thật là lớn. Ta đã đi rất chậm, Hạ Thiên Huệ oải nói, với hắn thì tốc độ này đúng là rất chậm, nếu không phải cảm thấy nhà đầu hàm hàm hố người này còn hữu dụng thì hắn mới lười chờ nàng. Hạ Thiên nháy mắt lại bỏ xa hàm hàm mười mấy mét, hàm hàm ở sau lưng hướng Hạ Thiên quơ quơ đôi bàn tay trắng như phấn. Sau đó vẫn đuổi theo, nàng đã đi theo tới tận đây, nếu bây giờ mà thì về thì thật quá thua thiệt làm sao cũng phải từ chỗ anh rể thần y ca này moi ra chút chỗ tốt rồi mới trở về được chứ. Đây chính là ý nghĩ trong đầu hàm hàm, nàng không thể tay không mà về được. Cũng may hàm hàm cũng không phải đuổi theo quá lâu. Mấy phút sau, Hạ Thiên đã đến nơi, là một tòa ký túc xá chỉ có ba lầu. Nhưng một giây sau, hàm hàm đã trợn tròn mắt, bởi vì nàng nhìn thấy Hạ Thiên trực tiếp nhảy lên lầu ba. Cũng may hàm hàm đã sớm biết Hạ Thiên rất lợi hại, nàng từng thấy tận mắt mộng cô cô của nàng đã làm động tác tương tự, cho nên không quá ngạc nhiên. Chỉ là nàng có chút buồn bực, anh rể này không thể mang theo nàng cùng nhau nhảy lên sao. Bây giờ, nàng lại được leo lầu. Thật ra, khả năng vận động của hàm hàm cũng không tệ lắm, mặt không đỏ, thở không gấp một mạch chạy lên lầu ba, sau đó đã thấy Hạ Thiên đang đứng trước cửa một căn phòng, mà cửa phòng đã bị mở ra, Hạ Thiên đang đứng ở nơi đó. Mười giây đồng hồ sau, hàm hàm chạy tới cửa, đi đến bên cạnh Hạ Thiên nhìn vào bên trong, sau đó có chút khoa trương trách móc, anh rể, người giết người à. Trong phòng có người, mà còn là nữ nhân, nữ nhân này nằm trên mặt đất, ngực còn cắm một cây dao, nhìn qua rất giống hiện trường của một vụ mưu sát. Không thể không nói, nhà đầu hàm hàm này cũng thật to gan, nhìn thấy hiện trường như thế mà nàng lại không sợ hãi chút nào, có lẽ là bởi vì nàng biết có Hạ Thiên ở đây. Ta đã nói người đần mà, IQ và ngực của ngươi cái gì cũng không có. Hạ Thiên chừng mắt nhìn hàm hàm, ta giết người còn cần dùng dao à? Lại nói, người này còn chưa chết mà. Ta rõ ràng có trí thông minh rất cao, ngực ta cũng có, cho dù cấp A thì đó cũng là có ngực rồi nha. Hàm hàm hơi không phục, quả nhiên anh rể này vẫn là bại hoại ca ca trong trí nhớ. Bây giờ, nàng đã nhớ trước kia bại hoại thần y ca ca uy hiếp nàng, nói cái gì lúc nàng còn nhỏ thì cha của nàng mỗi ngày đánh nàng, đợi nàng lớn lên thì chồng của nàng vẫn mỗi ngày đánh nàng, Năm đó nàng thật bị dọa sợ, sợ chuyện này thành sự thật. Người đi trên đường, tùy tiện tìm một nam nhân đều có cắp a đấy. Hạ Thiên Huệ hoài nói, anh rể, không phải ngươi là thần y à? ngươi nói nữ nhân kia không chết, vậy sao còn không cứu nàng? Hàm hàm trực tiếp nói sang chuyện khác, không muốn nói với Hạ Thiên về vấn đề này, quá đả kích người, không phải nói ngực của nàng giống nam nhân sao? Cho nên ta mới nói người đần, ta là thần y, cho nên không cần vội vã cứu người hạ thiên uể oải nói ra dù sao tối nay ta cũng có thể cứu sống nàng lý do và logic này hình như rất đầy đủ hàm hàm phát hiện lấy trí thông minh của nàng hình như thật không cách nào bác bỏ anh rể hình như có người đến lúc này hàm hàm vừa quay đầu thì phát hiện nơi xa xuất hiện mấy người nhìn kỹ lại thì nàng đã phát hiện không đúng hình như là cảnh sát hạ thiên đi vào phòng ngồi xổm xuống bên cạnh nữ nhân kia mà hàm hàm lại có chút trợn tròn mắt có phải anh rể này thật sự bị ngốc hay không? Cảnh sát đến mà hắn còn đi vào trong, như vậy chẳng phải sẽ bị bắt như tội phạm giết người sao? chương 1617, nhất định phải hố tên anh rể này một chút. Hàm hàm, người qua đây, hạ thiên lại vẫy tay về phía hàm hàm. Anh rể, cảnh sát tới rồi. Hàm hàm hiển nhiên không muốn bị nhận lầm là tội phạm giết người, cho nên không muốn đi vào, người ra ngoài trước có được hay không? Ra ngoài làm gì, Hạ Thiên hơi buồn bực, đừng sợ, vào đi, nàng ta không chết, ngươi sợ cái gì? Thật không chết, hàm hàm không quá yên tâm, nhưng nàng rất nhanh đã quyết định tin tưởng Hạ Thiên, được, vậy ta đi vào. Đối với y thuật của Hạ Thiên, hàm hàm sẽ không hoài nghi, năm đó, bệnh di truyền của cả nhà nàng, bao gồm cả nàng là do Hạ Thiên chữa lành. Từ loại ý nghĩa này, Hạ Thiên cũng coi là ân nhân cứu mạng của hàm hàm, nhưng hàm hàm cũng sẽ không bởi vậy mà cảm kích Hạ Thiên, bởi vì cái tên sắc lang này đã cướp đi chị gái xinh đẹp và cô cô của nàng. Hàm hàm đi vào trong phòng, đi tới bên cạnh Hạ Thiên, sau đó có chút buồn bực hỏi, anh rể, người gọi ta vào làm gì? Dùng ánh mắt của người xem thử, nàng có xinh đẹp không? Hạ Thiên chỉ nữ nhân trên đất, rất chân thành hỏi hàm hàm. Suốt cuộc hàm hàm cũng nhìn về phía nữ nhân trên mặt đất, nữ nhân này rất trẻ, hơn 20 tuổi, sắc mặt hơi tái nhợt, nếu nói xinh đẹp thì cũng được cho là xinh đẹp, nhưng theo hàm hàm thì chỉ là loại xinh đẹp bình thường mà thôi anh rể không phải ngươi cảm thấy nàng xinh đẹp đấy chứ hàm hàm có chút ngạc nhiên nàng còn không xinh đẹp bằng ta đâu được rồi xem ra lấy ánh mắt của người thường các ngươi thì nàng ta không xinh đẹp hạ thiên lẩm bẩm sao phẩm vị của con trai ta lại kém như vậy chứ sao lại tìm một bạn gái khó coi như vậy anh rể ngươi gọi ta vào đây là để xác nhận nàng có đẹp hay không à hàm hàm hơi im lặng còn có, lỡ như người này không phải là nữ nhân người muốn tìm thì sao? Cũng đúng, Hạ Thiên nghĩ nghĩ, sau đó lấy điện thoại di động ra, bấm một dãy số, chính là số điện thoại của Hạ Lãnh. Sau đó, hắn nghe thấy tiếng điện thoại di động vang lên, mà cái điện thoại di động này chính là truyền đến từ trên người nữ nhân này. Hạ Thiên cúp điện thoại, sau đó nhìn nữ nhân trên đất, xem ra nàng thật chính là tô mặc kia. Anh rể, sao ngươi không trực tiếp cứu nàng tỉnh lại, sau đó hỏi nàng hàm hàm có chút im lặng, chuyên đơn giản như vậy mà hắn nhất định phải làm cho phức tạp lên. Hàm hàm, sao người vẫn cứ đần như vậy chứ? Nếu như nàng không phải bạn gái của nhi tử ta thì tại sao ta phải cứu nàng? Hạ thiên quay đầu nhìn hàm hàm, giống như đang nhìn đồ ngốc. Hàm hàm rất buồn bực, người này là thần y, thần y thì không thể chủ động cứu người à? Nhưng nghĩ lại, cho tới bây giờ cái tên này chưa từng chủ động cứu người, cho nên hiện tại nghĩ như vậy cũng bình thường. Anh rể, nếu ngươi không muốn cứu người, vậy hay là chúng ta đi ra ngoài trước đi, cảnh sát thật sự sẽ lập tức đến đấy." Hàm Hàm lo lắng nói. "Hàm Hàm ta nói ngươi thật là ngốc, lúc này chúng ta đi, không phải lại càng dễ bị xem như tội phạm giết người à." Hạ Thiên nhìn Hàm Hàm, thật rất khó giao lưu với con gái ngực nhỏ, trí thông minh của các nàng quá thấp. Cuối cùng, Hạ Thiên lại lẩm bẩm, dù sao thì cảnh sát cũng không bắt ta, có nên để bọn hắn bắt Hàm Hàm đi hay không đây? nàng ngốc như vậy, bắt đi ngồi tù là tốt nhất. Này, anh rể bại hoại người đủ rồi nha, cho dù ta đần thì cũng không thể bởi vì nguyên nhân này mà ngồi tù được. Hàm hàm rốt cuộc sắp sụp đổ, đây là logic gì, nàng đần nên phải ngồi tù à? Lại nói, nàng không ngốc. Hàm hàm, người không biết trên thế giới này có rất nhiều người cũng bởi vì quá thiểu năng cho nên mới ngồi tù à? Hạ thiên rất chăm chú nhìn hàm hàm, ví dụ như chờ chút nữa có người muốn tố cáo ngươi giết người, người phải làm sao để bác bỏ người ta. Hạ Thiên vừa dứt lời, tiếng bước chân rồn dập đã đến gần cửa, sau đó lập tức có người vọt vào. Cảnh sát, chính là bọn hắn, chính là bọn hắn giết bạn gái của ta, ta tận mắt nhìn thấy. Một nam nhân trẻ tuổi mang kính mắt vọt vào, một mặt rất tức giận, cảnh sát, các ngươi nhất định phải bắt hắn lại, bọn hắn quả thật chính là phát điên. Này, ngươi nói bậy cái gì đấy? Hàm hàm nhịn không được đánh gãy người nam đeo mắt kính này, ai giết người? Người tận mắt nhìn thấy chúng ta giết người không? Ta thấy người này là người giết đi, còn muốn giá họa cho chúng ta. Hai cảnh sát một nam một nữ đã xuất hiện ở cửa ra vào. Lúc này, hàm hàm nhìn về phía hai người cảnh sát kia, tiếp tục nói, hai vị cảnh sát, khi ta và anh rể tới đây thì nữ nhân này đã bị người khác đâm nằm ở đây. Ta và anh rể của ta cũng không chạm vào dao, các người có thể kiểm tra dấu vân tay, người này cố ý vụ oan cho chúng ta, tám chín thành hắn chính là hung thủ. Ừm, hàm hàm ngươi đã thông minh hơn một chút rồi đó, chính là tên ngu mốc kia động thủ. Hạ thiên uể oải nói ra, hắn nhìn thấy chúng ta tới nên mới cố ý trốn đi, sau đó báo cảnh sát, muốn giá họa cho chúng ta. Ai, hàm hàm, hắn còn thiểu năng hơn cả ngươi, cứ tưởng như vậy là có thể giá họa cho ta. Hàm hàm cắn răng, anh rể bại hoại này quá đáng giận, thoạt nhìn là đang khen nàng nhưng vẫn đang nói nàng đần. Lúc này, Hàm Hàm đã có quyết định, đó chính là nhất định phải hố trên người anh rể này nhiều một chút tiền, nếu không thì nàng không cách nào nuốt trôi cục tức này. chương 1618, Vụ oan Giá Họa Cảnh sát, các người nhanh bắt người, các người thấy bạn gái của ta đã chết rồi, hung thủ này còn dám ở nơi này khoe khoang. Bộ dáng của gã đeo kính càng thêm tức giận. Được rồi, đừng đóng kịch nữa. Lúc này, nữ cảnh sát mở miệng nói, người lại dám vụ oan hắn giết người, ngươi có biết hắn là ai không? Ngươi, các ngươi lại cùng một bọn với bọn hắn? Sắc mặt của gã đeo kính đại biến, không phải các ngươi có danh xưng là đội cảnh sát công chính nhất giang hải à? Các ngươi lại bao che tội phạm. Ngậm miệng, nam cảnh sát thấy vậy cũng mở miệng, chúng ta chính là đội cảnh sát công chính nhất, chúng ta xưa nay sẽ không oan uổng người tốt, chúng ta đương nhiên sẽ điều tra chứng cứ, nhưng ta cho ngươi cũng biết, người muốn giá họa cho người khác thì nên tìm người nào thích hợp một chút ngươi cho rằng ai cũng có thể giá họa à hả lúc này hàm hàm mới phát hiện không hợp lý anh rể hình như bọn hắn nhận biết ngươi ừm quả nhiên vẫn là thành phố giang hải này tương đối tốt người ở đây nhận biết ta tương đối nhiều trước đó lúc ta ở thành phố quế tùy tiện gặp phải thằng ngu cũng dám tới tìm ta gây phiền phức hạ thiên đối với chuyện này rất hài lòng mà bây giờ hắn thật đại khái đã biết hai người cảnh sát này đến từ đâu nhìn về phía hai người cảnh sát kia Hạ Thiên mở miệng hỏi, các ngươi là đội đặc khiển của băng băng à? Đúng vậy, Hạ Thiên sinh, hai cảnh sát cùng nhau trả lời. Thật ra thì, cho dù là ở giang hải thì người biết Hạ Thiên cũng không phải quá nhiều, nhưng thân là thành viên đội đặc khiển của băng băng, hai người cảnh sát này hiển nhiên là biết cái tên Hạ Thiên. Bọn hắn vô cùng rõ ràng, đội đặc khiển của băng băng xử lý bất kỳ vụ án nào cũng có thể không để ý thể diện của bất kỳ kẻ nào, nguyên nhân chính là bởi vì người tên Hạ Thiên này. Lúc trước Băng Băng có bàn giao cho các người chuyện gì không? Hạ Thiên nghĩ nghĩ, hỏi một câu như vậy. Việc này, lúc trước đội trưởng nói nàng cần nghỉ ngơi mấy tháng, cụ thể lúc nào trở thì chưa xác định, nhưng có nói đội đặc khiển chúng ta phá án như thường lệ. Nữ cảnh sát trả lời. Như vậy à, Hạ Thiên cũng không tiếp tục hỏi nữa, đương nhiên những người này không thể nào biết quá nhiều chuyện. Nhìn nữ nhân trên đất một chút, Hạ Thiên lại nói ra, hai người các ngươi đến rút con dao này ra, giữ lại chứng cứ đi ta cứu người này tỉnh lại, như vậy các ngươi sẽ càng dễ phá án hơn. Hạ tiên sinh, ngươi nói là người bị hại còn sống à? Nữ cảnh sát kia sững sờ. Không sai, còn sống. Hạ thiên gật đầu, mà cảnh sát nam kia thì lập tức cầm túi chứng cứ đi tới, bao lấy cán dao, chuẩn bị rút dao. Mà nữ cảnh sát kia cũng không nhàn rỗi, nàng trực tiếp cầm điện thoại tranh thủ thời gian chụp mấy bức ảnh chụp, hiển nhiên đây cũng là một trong những chứng cứ trong tay hạ thiên có thêm một cây ngân châm sau đó một châm đâm xuống được rồi rút ra đi nam cảnh sát lập tức làm theo dùng sức rút dao ra sau đó cất gọn con dao vào túi mà hạ thiên thì lại nhanh chóng đâm mấy cây châm trên người nữ nhân nữ nhân trên mặt đất kêu một tiếng sợ hãi sau đó từ dưới đất ngồi dậy mà sắc mặt của gã đeo kính kia thì lập tức đại biến quay người chạy ra bên ngoài nữ cảnh sát kia đã sớm phòng bị một cước đạp gã đeo kính ngã xuống đất sau đó còng tay hắn lại cảnh sát hắn muốn giết ta hắn muốn giết ta nữ nhân trên đất nhìn thấy gã đeo kính thì hoảng sợ kêu to này đừng kêu nữa hắn đã bị bắt rồi hạ thiên có chút bất mãn nếu không phải ta cứu ngươi thì trên cơ bản hắn đã giết ngươi rồi xin hỏi ngươi ngươi là hiển nhiên nữ nhân trên mặt đất vẫn còn trong kinh hoàng ta là hạ thiên có phải ngươi tên là tô mặc hay không hạ thiên rất thẳng thắn hỏi ngài, ngài chính là Hạ Thiên. quá tốt, đúng đúng đúng, ta là Tô Mặc, ta chính là Tô Mặc. Tô Mặc kinh nghỉ nói, tối hôm qua ta đã gọi điện thoại cho ngài. Ngươi thật sự là Tô Mặc. Hạ Thiên nhìn Tô Mặc, một mặt hoài nghi, ánh mắt của con trai ta kém như vậy à? Sao hắn lại tìm một người bạn gái không xinh đẹp chút nào như ngươi chứ? Cái kia, Hạ Thiên sinh, ngài có phải ngài hiểu lầm rồi hay không? Ta, ta là cô giáo của học trò Hạ Lãnh ta không phải bạn gái của hắn. Tô mặc nghe vậy cảm thấy hơi choáng váng, hơn nữa, học trò hạ lãnh mới 12 tuổi, cho dù có thật tìm bạn gái thì cũng sẽ không tìm người lớn tuổi như ta chứ. Không phải bạn gái à, hạ thiên nhẹ nhàng thở ra, vậy còn được, tuổi tác không thành vấn đề, nhưng dung mạo người thật không dễ nhìn, cho dù con trai của ta là một hùng hài tử thì cũng không thể tìm bạn gái khó coi như vậy, quá mất mặt. Tô mặc hơi ngơ ngác, nàng rất muốn tìm một tấm gương ngắm lại mình, Nàng thật rất xấu à? Nhưng nàng nhớ lúc trước mình rất xinh đẹp, chẳng lẽ giờ đã bị hủy dung rồi? Trong lúc nhất thời, Tô Mặc trở nên rất khẩn trương, vội vàng lấy điện thoại di động ra, sau đó từ trên điện thoại di động mở chức năng soi gương, sau khi nhìn thấy khuôn mặt của mình thì mới nhẹ nhàng thở ra, mặc dù sắc mặt hơi tái nhợt, nhưng nàng cũng chưa bị hủy dung. Nhưng có chút kỳ quái, nếu như ngươi không phải bạn gái của nhi tử ta thì sao hắn lại đặt điện thoại di động của hắn ở chỗ của ngươi chứ? Hạ Thiên nhìn tô mặc, nghĩ không thông. chương 1619, bỏ học hết. Hạ Tiên sinh, ta thật sự chỉ là cô giáo của học trò Hạ Lãnh, về phần vì sao di động của hắn lại đặt ở chỗ ta thì ta cũng không rõ lắm, có thể. Tô mặc nói đến đây thì trần chờ một chút, sau đó mới tiếp tục nói, có thể chỉ là bởi vì so sánh với các giáo viên khác thì ta đối với hắn tốt hơn một chút. Người nói là các giáo viên khác đối với con trai ta không tốt. Hạ Thiên nhìn tô mặc, không phải không phải hạ tiên sinh người đừng hiểu lầm tô mặc vội vàng nói thật ra thì thật ra thì không phải các giáo viên khác đối với học trò hạ lãnh không tốt chỉ là hình như bọn hắn bọn hắn hơi sợ học trò hạ lãnh cho nên ngày bình thường đều cố gắng giữ một khoảng cách với học trò hạ lãnh anh rể bề ngoài của hạ lãnh rất đáng sợ hả hàm hàm ở bên cạnh nháy mắt có chút tò mò hỏi hàm hàm mặt của ngươi thật ngốc hạ thiên quay đầu nhìn hàm hàm nói rất chân thành hàm hàm lập tức lại buồn bực cái gì gọi là mặt nàng thật ngốc đây là kiểu hình dung quỷ gì vậy dáng dấp của học trò hạ lãnh đương nhiên không đáng sợ chỉ là vẻ mặt của tô mặc hơi cổ quái chỉ là từ sau khi học trò hạ lãnh tới đây thì học sinh nơi này lại bắt đầu nghỉ học vừa bắt đầu giáo viên chúng ta còn không biết nguyên nhân sau đó chúng ta mới dần nghe được là bởi vì học trò hạ lãnh hạ lãnh đổi bọn hắn đi hả hàm hàm lập tức hơi hưng phấn nói có phải hắn đánh người khắp nơi hay không hàm hàm cảm thấy hạ lãnh hơn phân nửa giống như cha hạ thiên của hắn, thích vô cớ đánh người. Cái này, thật ra thì không có, học trò hạ lãnh là một học sinh rất tốt, xưa nay không đùa giỡn với những người khác, chỉ có điều, hắn lộ ra rất không thích sống chung với những người khác. Tô mặc lắc đầu, hắn giống như không hứng thú đối với mọi chuyện trong trường học, mặc kệ là giáo viên hay là bạn học, hắn cũng không nguyện ý phản ứng. Vậy tại sao những bạn học khác lại nghỉ học chứ? Hàm hàm vẫn không hiểu, còn bên cạnh, Hai cảnh sát đội đặc khiển của băng băng hình như cũng có chút hiếu kỳ. Thấy mọi người đều đang nhìn mình, Tô Mặc nhìn Hạ Thiên một chút, rốt cục vẫn nói ra, vừa mới bắt đầu, giáo viên trong trường học của chúng ta cũng không biết xảy ra chuyện gì, sau đó, tại bọn không ngừng tìm kiếm, rốt cục có mấy người nhà học sinh nói ra nguyên nhân, sở dĩ bọn hắn để con cái nhà mình nghỉ học chuyển tới trường học khác là bởi vì bọn hắn biết Hạ Lãnh học trong trường này. Hàm Hàm trợn mắt, giáo viên Tô Mặc thật đúng là bút tích tên một chút cũng không lấy sai, nói đến bây giờ vẫn không nói ra nguyên nhân căn bản. Cũng may Tô Mặc vẫn còn tiếp tục nói, bọn hắn lo lắng con cái nhà mình sẽ đắc tội với Hạ Lãnh, sau đó sẽ gián tiếp dẫn đến bọn hắn đắc tội với người nhà của học trò Hạ Lãnh. Thì ra những người này sợ đắc tội anh rể và chị băng băng xinh đẹp kia. Lúc này, Hàm Hàm mới hiểu được. Mà hai người cảnh sát đội đặc khiển của Băng Băng cũng lập tức hiểu rõ. Người nhà học sinh trường học quý tộc Minh Nhật bình thường cũng đều là có tiền có thế. Ở thành phố Giang Hải, bây giờ người thường có lẽ trên cơ bản đã quên Hạ Thiên, nhưng những người này lại có lẽ vẫn còn nhớ. Hơn nữa, cho dù không nhớ Hạ Thiên thì cũng không thể nào không biết Băng Băng. Phải biết, những năm này, danh khí của đội đặc khiển Băng Băng đã càng lúc càng lớn, mà lãnh Băng Băng trong giới cảnh sát cũng là nhân vật truyền kỳ chân chính. Thành phố Giang Hải thật đúng là không có mấy người không biết lãnh Băng Băng mà đắc tội con trai của lãnh băng băng hiển nhiên không phải là lựa chọn sáng suốt đặc biệt là người nhà học sinh trường học quý tộc minh nhật không ít người cũng không dám vững tin mình không phạm vào chuyện gì hiển nhiên bọn hắn không muốn bởi vậy mà đâm vào trên họng súng kết quả là họ đều nhao nhao cho con cái nhà mình chuyển trường dù sao bọn hắn cũng biết còn nhà mình đều là những đứa trẻ hư rất dễ đắc tội với người khác đúng vậy trên cơ bản những người nhà đó đều nói giống vậy bọn hắn hoặc là sợ đắc tội hạ tiên sinh, hoặc là sợ đắc tội cảnh sát lãnh, cũng có sợ cả hai. Lúc Tô mặc nói lời này thì nhịn không được nhìn hạ thiên một chút. Người này nhìn qua rất bình thường, hình như cũng không đáng sợ như vậy, về phần vị cảnh sát lãnh kia thì thật ra nàng đã từng gặp, tuy dáng rất xinh đẹp, nhưng cũng không giống một người rất đáng sợ nha. Anh rể, thanh danh của ngươi thật không tốt nha, mọi người đều biết ngươi là bại hoại đấy. Hàm hàm hi hi cười một tiếng, giáng vẻ cười trên nỗi đau của người khác. Hạ Thiên trừng mắt hàm hàm, dáng vẻ sắp đánh người, một giây đồng hồ sau, Hạ Thiên mở miệng nói ra, không có ngực không có mông, ta lười đánh ngươi, cảm giác không tốt, lần sau ngươi mà còn nói ta là bại hoại thì ta sẽ làm cho ngươi không thể nói chuyện. Hàm Hàm lập tức lại rất bị đả kích, đồng thời còn hơi không phục. Cho dù nàng không có ngực, nhưng sao giờ lại không có mông luôn rồi? Rõ ràng hơi vỉnh mà nhưng hàm hàm thật không dám tiếp tục nói Hạ Thiên là bại hoại, nghe nói bản sự chỉnh người của anh rể thần y này rất lợi hại. Tùy tiện đâm một châm ở trên người nàng là sẽ làm cho nàng không cách nào nói chuyện, nàng cũng không muốn biến thành câm điếc. chương 1620, ta đi chinh phục dị giới. Cái kia, cô Tô, ta thấy trường học của các ngươi đều sắp thành hoang phế, là thật đóng cửa bởi vì hạ lãnh à. Hàm hàm tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Việc này, Thật ra thì đúng là như vậy, Tô Mặc hơi bất đắc dĩ nói, vừa mới bắt đầu vẫn chỉ là số ít học sinh nghỉ học, nhưng dần dần, hình như mọi người cũng hiểu rõ nguyên nhân những học sinh khác nghỉ học. Sau đó lan ra giống như virus, tóm lại, không đến 2 năm, trường học đã bắt đầu chống đỡ không nổi, đến trước đây không lâu, trường học chính thức tuyên bố phá sản. Dừng lại một chút, Tô Mặc nói bổ sung, thật ra thì lúc đầu ta cũng đã rời khỏi trường học, nhưng vì tránh né tên theo dõi điên cuồng đó nên ta đã trốn vào đây. Không ngờ vẫn bị hắn tìm được. Người bạn trai kia của ngươi là kẻ theo dõi điên cuồng." Hàm Hàm nhìn gã đeo kính đã bị bắt lại một chút, có chút tò mò hỏi. "Hắn không phải bạn trai của ta, thật ra thì ta cũng không quen hắn, chỉ có thể coi là nhận biết." Tô Mặc bất đắc dĩ nói, sau đó cũng không biết đầu óc hắn xảy ra vấn đề hay là thế nào, dù sao thì hắn cứ nhất định ta là bạn gái của hắn. Bắt đầu không ngừng quấy rối theo dõi ta, ta báo cảnh sát rất nhiều lần nhưng cảnh sát cũng không có quá nhiều biện pháp làm gì hắn. Bởi vì dựa theo pháp luật, hắn không tạo thành tổn thương thực chất gì đối với ta, cảnh sát cũng chỉ có thể cảnh cáo hắn một chút, nhiều nhất là nhốt hắn mấy ngày. Nhưng hôm nay, hắn lại phát rồi trực tiếp muốn giết ta. Tô mặc vô ý thức sờ lên ngực, nàng nhớ là mình bị đâm một sao, nhưng hiện tại, hình như chỗ đó đã lành lại, cái này khiến nàng bắt đầu hoài nghi có phải mình tính sai hay không lúc con trai của ta đưa di động đưa cho người có nói gì không? Hạ Thiên vẫn không hiểu rõ, vì sao hùng hài tử nhà hắn lại đưa di động cho tô mặc này? Thật muốn tặng di động cho người nào thì đưa cho nha đầu hàm hàm này thích hố người, Hạ Thiên cũng cảm thấy bình thường, nhưng tại sao phải đưa cho tô mặc, một giáo viên dáng dấp cũng không xinh đẹp này chứ? Thật xin lỗi, Hạ Tiên sinh, khi Hạ lãnh đưa điện thoại di động cho ta đã nói với ta một câu, ta không biết ý nghĩ trong câu nói đó, cho nên, ta sẽ thuật lại nguyên thoại cho ngươi đi." Tô Mặc rốt cục nhớ lại. Sau đó, Tô Mặc bắt đầu thuật lại nguyên thoại của Hạ Lãnh, "Cô giáo Tô, nếu như lão ba không chịu trách nhiệm kia của ta gọi điện thoại cho ta, nhớ phải nói với hắn giúp ta, ta đi chinh phục dị giới. Còn nữa, nói lão ba của ta thuận tiện giúp ngươi giải quyết bạn trai điên cuồng theo dõi kia của ngươi." "Wow, Hạ Lãnh đi chinh phục dị giới à?" Hàm Hàm hơi khoa trương trách móc, "Chị nàng và cô cô của nàng xuyên đến dị giới sao?" Tô mặc nhìn hàm hàm, nghĩ thầm cô gái xinh đẹp này có phải bị ngốc không? Thật đúng là nghĩ đến xuyên qua dị giới à? Đứa trẻ gấu bể đó chỉ nói câu nói này thôi hả? Hạ thiên tiếp tục hỏi. Đúng vậy, hạ lãnh nói xong câu đó thì lập tức bỏ đi, sau đó ta cũng chưa từng thấy hắn. Tô mặc nhẹ gật đầu. Đã hiểu rõ, hạ thiên đứng dậy, quay người đi ra cửa. Hạ tiên sinh, chờ một chút, tô mặc vội vàng hô một câu. Người còn có việc gì à? Hạ Thiên nhìn Tô Mặc. À, không có gì đâu, thế nhưng, Hạ Tiên sinh, ngài, ngài cứ bỏ đi như vậy hả? Tô Mặc nhất thời hơi không kịp phản ứng. Ta đã biết con trai của ta đi đâu, bạn trai điên cuồng theo dõi đó thì ta cũng đã giúp người giải quyết, chuyện xong xuôi, ta đương nhiên phải đi chứ còn ở nơi này làm gì nữa. Hạ Thiên có chút kỳ quái, Tô Mặc này không xinh đẹp, hắn không có hứng thú lưu lại. Không đợi Tô Mặc nói chuyện, Hạ Thiên đã lần nữa xoay người, sau đó đi ra khỏi phòng. Anh rể, chờ ta một chút." Hàm Hàm vội vàng đuổi theo. Tô Mặc không nói gì, chỉ là trong lòng ít nhiều có chút quái dị, người này lại không nhiều hỏi một chút chuyện của Hạ Lãnh, xem ra thật đúng là một lão ba không chịu trách nhiệm. "Tô tiểu thư, người yên tâm đi, người này dính líu đến tội cố ý ngưu sát, mặc dù chưa thành công nhưng hắn trong thời gian ngắn chắc chắn sẽ không ra được." Lúc này, nữ cảnh sát nói với Tô Mặc một câu nhưng ngươi cũng cần đi cùng chúng ta đến đồn cảnh sát lấy lời khai sau này có thể còn phải ra tòa làm chứng ngươi có thể làm được không có thể đương nhiên có thể tô mặc vội vàng gật đầu chỉ cần có thể nhốt tên theo dõi điên cuồng này vào trong tù thì nàng đương nhiên là nguyện ý làm chứng mà lúc này hạ thiên đã sắp đi ra khỏi trường học hoang phế anh rể anh rể ngươi chờ ta một chút hàm hàm thở hồng hộc chạy theo sau lần này hạ thiên đi tương đối nhanh hàm hàm dùng hết sức chạy cũng sắp không đuổi kịp tại sao ta phải chờ ngươi hạ thiên quay đầu nhìn hàm hàm có chút ngạc nhiên ta trở về không cần ngươi dẫn đường ngươi cũng không cần đi theo ta ta đi trước hạ thiên nói đi là đi đảo mắt đã không thấy hàm hàm lập tức buồn bực trước giờ đều là hàm hàm đại tiểu thư nàng hố người bây giờ nàng lại bị người khác hố nếu vậy không phải là bồi tiếp anh rể bại hoại này đi ra ngoài một chuyến mà không thu được chỗ tốt gì sao hơn nữa, nàng còn lỗ tiền xe. Lần này, Hạ Thiên đương nhiên là trực tiếp chạy về cao ốc thần y, sau đó vẫn giống như trước đó, không đi đường thường, đi thẳng tới văn phòng tổng giám đốc ở tầng cao nhất, sau đó đi vào phòng ngủ. Làm y nhân còn đang ngủ, thật ra thì nàng không chỉ vất vả chạy vài ngàn dặm đường tối hôm qua, càng bởi vì gần đây đều tương đối vất vả. Hạ Thiên ngươi là đồ sắc lang chết tiệt, ngươi còn ở đây. Lúc này, tổ bối bối trùng hợp đi đến, một giây sau nàng đã hét lên một tiếng, a à, Hạ Thiên, ngươi là cái đồ lưu manh đáng chết, ngươi làm gì đấy? Tô bối bối thức hồn hền, trước đó ở trước mặt cấp dưới giả vờ làm một tổng giám đốc phong độ, lạnh lùng đã sớm không còn sót lại chút gì. Tên lưu manh đáng chết này đang đánh vào chỗ nào của nàng vậy? chương 1621, còn lâu mới làm vợ ngươi. Đánh ngươi, Hạ Thiên nhìn tô bối bối, sau này không được vì tiện cúp điện thoại của ta, nếu không ngươi sẽ bị đòn, trước đó ta đã định đánh ngươi, nếu không phải gặp được nha đầu hàm hàm kia thì ta đã sớm đánh ngươi. Nói đến đây, Hạ Thiên nhìn chằm chằm chỗ vừa bị đánh của tô bối bối, sau đó tiếp tục nói ra, đúng rồi, nhà đầu hàm hàm kia cũng rất muốn ăn đòn, nhưng dáng người của nàng thật quá kém, cảm giác khi đánh khẳng định rất kém, ta cũng lười đánh nàng, bây giờ gặp được bối nha đầu ngươi, có thể đánh bổ sung nha đầu kia luôn. Hạ Thiên ngươi là cái đồ lưu manh đáng chết, Hàm Hàm muốn ăn đòn thì ngươi đi đánh nàng, ngươi chạy tới đánh ta làm gì? Tô Bối bối nghiến răng nghiến lợi, ngươi chỉ muốn chiếm tiện nghi của ta mà thôi. Trước kia ngươi đã gọi ta là lão lưu manh, năm đó vóc dáng của ngươi không tốt nên ta mới mặc kệ ngươi, hiện tại ngươi có vóc người đẹp, ta không đùa nghịch chút lưu manh, không phải sẽ rất có lỗi với cách gọi của ngươi sao? Hạ Thiên nhìn Tô Bối bối, lại tiếp tục nói, đây cũng không phải là chiếm tiện nghi, ta chỉ là thu lấy quyền lợi mà ta nên có. Nếu không thì ta bị ngươi gọi là lưu manh nhiều năm như vậy, không phải thiệt thòi lắm sao? Tô Bối Bối lập tức giận muốn điên, tên lưu manh này còn dám ngụy biện, theo cách nói này của hắn thì chẳng phải sau này hắn còn muốn chiếm tiện nghi của nàng. Nàng không thể tiện nghi cho tên lưu manh đáng chết này được. Nhưng Tô Bối Bối lại đột nhiên cảm thấy không đúng, sau đó nhìn Hạ Thiên, "Chờ một chút, Hàm Hàm đã từng tới đây à? "Không có, ta gặp được nàng ở cửa thang máy." Hạ Thiên thuận miệng nói, ta vừa đi với hàm hàm đến trường học của Hạ Lãnh một chuyến, sau đó ta lại trở về. Ngươi còn nhớ rõ ngươi có con trai, tô bối bối hử nhẹ một tiếng, đến bây giờ mới biết đi tìm hắn, Hạ Lãnh người ta căn bản không ở trường học. Ta biết, hắn đi tiên vân đại lục, Hạ Thiên thuận miệng nói. Cái gì, tô bối bối lại khẽ giật mình, ngươi nói Hạ Lãnh đi tiên vân đại lục. Vậy, biểu tỷ các nàng cũng đi tới đó sao? Nói đến, Mặc dù Tô Bối Bối vẫn chưa trở thành vợ của Hạ Thiên, nhưng trên thực tế, nàng cũng xem như tương đối quen với toàn bộ người trên đảo Thần Tiên, nàng và Hạ Thiên thường xuyên cãi nhau về việc này. Mọi người cũng đều biết, mà Tô Bối Bối hay là biểu muội Diệp Mộng Oánh cũng từng được Hạ Thiên tẩy tủy, đương nhiên không giống với những người khác. Mặt khác, trước kia Tô Bối Bối và Vương Tiểu Nha chính là một đôi oan gia, thỉnh thoảng đánh nhau. Nói tóm lại, Mặc dù tô bối bối không phải vợ của Hạ Thiên nhưng thật ra thì nàng biết không ít bí mật của Hạ Thiên, ví dụ như, ngay cả tiên vân đại lục, nàng cũng biết đến. Hùng hài từ Hạ Lãnh kia nói hắn đi chinh phục dị giới, dị giới này chắc là tiên vân đại lục. Lần này, thật ra Hạ Thiên đã rất chân thành phân tích vấn đề này một chút, mấy người Mỹ nữ tỷ tỷ chắc cũng đều đã đi tiên vân đại lục. Nếu không thì ta không thể nào không tìm thấy các nàng, hiện tại vấn đề duy nhất chính là ta không biết các nàng đến cùng đến đó làm gì. Đúng vậy, các nàng muốn đi làm gì mà lại không mang theo sắc lang ngươi đi theo chứ? Để một mình ngươi ở lại đây, quả là chính là lưu lại tai họa cho thế giới này. Tô bối bối nói đến đây thì cảm thấy cái mông truyền đến đau đớn, mông của nàng lại bị đánh. Tô bối bối có cảm giác sắp sụp đổ, tên sắc lang này, đánh đến nghiện rồi đúng không? Cho dù bây giờ vóc người của nàng đẹp, nơi đó có giãn, cảm giác rất tốt, nhưng tên lưu manh chết bầm này cũng không thể như thế chứ. Đối với loại chuyện dáng người quá tốt này, tổ bối bối cũng có chút bất đắc dĩ, thật ra thì mấy năm trước nàng cũng không có dáng người tốt như vậy. Lúc trước, Vương Tiểu Nha còn thỉnh thoảng chế diễu nàng. Sau đó, trước đây ít năm, vóc người của nàng lại đột nhiên xảy ra một lần phát dục, kết quả mới thành như bây giờ. Dựa theo lời giải thích của Vương Tiểu Nha, nàng đây là có tài nhưng thành đạt muộn, đương nhiên, Vương Tiểu Nha là vì châm trọng nàng, nói nàng đã dùng chất kích thích gì. Nhưng trên thực tế, nàng thật sự không dùng cái gì cả, biểu tỷ nói nàng có thể là bởi vì bị tẩy tủy nên mới trì hoãn thời gian phát dục, cho nên mới mấy năm trước mới bắt đầu chân chính phát dục. Sắc lang hạ thiên chết tiệt, không cho phép đánh ta nữa. Tô bối bối cắn răng, đôi mắt đẹp tức giận chừng mắt hạ thiên, ta cho ngươi biết, ngươi đừng nhìn hiện tại vóc người của ta đẹp thì đánh chủ ý lên người ta. Ta sẽ không tiện nghi cho tên sắc lang như ngươi đâu, ngươi đừng cho là ta sẽ ngốc như giống như biểu tỷ. Bối nhà đầu, mặc dù bây giờ dáng người của ngươi rất tốt, nhưng vóc dáng của ngươi không tốt như chân dài muội muội. Nhưng thật ra thì cũng không chênh lệch mấy với mỹ nữ tỷ tỷ, dáng người của vợ tiểu y y cũng không kém ngươi. Hạ thiên lại là một dáng vẻ xem thường, còn có, ta cũng không đánh chủ ý lên ngươi, là ngươi vẫn muốn làm vợ ta. Ta mới thèm vào làm vợ ngươi, tô bối bối hung hăng chừng mắt hạ thiên, sắc là ngươi đừng tự mình đa tình nếu ngươi không muốn làm vợ ta thì sao đến bây giờ vẫn chưa có bạn trai chứ? Hạ Thiên có chút ngạc nhiên, ngươi xem ngươi đã già như thế, mà ngay cả bạn trai cũng không có. Hạ Thiên chết tiệt, cái gì mà ta đã già như thế hả? Ta mới 27 tuổi, tô bối bối muốn sụp đổ, người đã 32, người mới là đồ già gần đó. Ta không già, thần tiên tỷ tỷ nói ta vẫn là bảo bảo. Hạ Thiên hì hì cười một tiếng, nhưng tiểu nha lại nói ngươi là diệt tuyệt sư thái, ngươi là sư thái ta là bảo bảo, đương nhiên là ngươi già hơn ta. Đây là logic gì vậy? Tô bối bối rất muốn đánh chết Hạ Thiên, tóm lại là ta không muốn làm vợ ngươi đâu, trước kia không muốn, bây giờ không muốn, sau này cũng không muốn. chương 1622, tại sao lại không để hắn đi cùng? Trường mắt Hạ Thiên, Tô bối bối tiếp tục nói ta không có bạn trai thì đã sao? Ta không tìm bạn trai không được sao? Ta thích sống một mình không được sao? Sắc là ngươi còn nói hưu nói vượn nữa, ta sẽ thật đi tìm một người bạn trai cho ngươi xem. Vậy không được, hạ thiên một bộ dáng nghiêm túc, ta rất tốt bụng, nếu ngươi đã muốn làm vợ của ta thì ta sao có thể để ngươi đi tìm người khác làm bạn trai được chứ? Ta cứ tìm đó, ngươi quản được sao? Tô bối bối tức giận nói, thật ra thì nàng cũng không phải thật muốn đi tìm, chẳng qua là nàng cảm thấy tên lưu manh này quả là không hiểu thấu. Đây là bây giờ hắn thấy vóc người của nàng đẹp nên muốn chiếm lấy nàng sao? Lưu manh này, trước kia trên nàng, bây giờ còn muốn nàng tiện nghi hắn. Hắn cũng muốn quá đẹp rồi, nào có chuyện tốt như vậy. Ta đương nhiên quản được." Hạ Thiên một bộ dáng nghiêm túc. Tô Bối bối nhất thời trợn tròn mắt, hình như Lưu manh này đến thật đúng không? "Ta, ta đây là thật bị Lưu manh này coi trọng à?" Tô Bối bối đột nhiên kịp phản ứng, trong ấn tượng của nàng, hình như nữ nhân bị Lưu manh này coi trọng đều không thể thoát khỏi. Vậy chẳng phải là sau này nàng cũng sẽ phải tiện nghi cho tên Lưu manh này sao? Không được, tuyệt đối không được. Tô Bối bối cảm thấy chuyện này đã phát triển hoàn toàn lệch hướng quỹ đạo bình thường. Sau khi tên Lưu manh này tận mắt nhìn thấy nàng thay quần áo thì hình như đã bắt đầu thay đổi, đây quả thực là muốn cưỡng đoạt dân nữ. Này, Lưu manh đáng chết, vợ con của ngươi đã đi thế giới khác, ngươi không đi tìm các nàng trở về sao? Tô Bối bối quyết định nói sang chuyện khác không thể tiếp tục nói chuyện này với hắn được nữa. Ta muốn đi tìm các nàng, nhưng bây giờ ta cũng không qua được. Hạ Thiên Thuận miệng nói. Người không qua được cũng không biết nghĩ biện pháp à. Tô bối bối thức giận nói, nào có ai giống như ngươi, không gặp được vợ thì muốn tìm thêm một người vợ khác. Ngươi đã tìm được một người còn ngại không đủ à. Ta đang nghĩ biện pháp. Hạ Thiên rất nghiêm túc nói, nếu như tự mấy người thần tiên tỷ tỷ không trở lại thì ta sẽ phải đi qua đó. Nhưng muốn đi qua cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Bây giờ, ta không cũng làm được nên chỉ có thể tiếp tục tăng công lực lên mới có thể qua đó, mà muốn tăng lên công lực thì ta nhất định phải tìm thêm mấy người vợ nữa. Lời này ở trong tai người khác thì có lẽ sẽ không logic chút nào, nhưng Tô Bối Bối lại biết, vấn đề logic của cái tên này thật đúng là không lớn, bởi vì hắn biết tên Lưu Manh này tăng lên công lực chính là dựa vào tìm vợ. Được thôi, nếu ngươi đã muốn tìm vợ thì cứ tìm đi, đừng tới tìm ta là được. Tô Bối Bối hơi đau đầu, lưu lại câu nói này, sau đó xoay người rời khỏi. Nàng quyết định khoảng thời gian này sẽ không ở đây nữa, vạn nhất cái tên này đùa nghịch lưu manh, nàng muốn trốn cũng không có chỗ trốn. Hạ Thiên cũng không đuổi theo ra ngoài, mặc dù bây giờ dáng người của Tô Bối Bối đúng là rất tốt, nhưng những người vợ kia của hắn cũng có dáng người rất tốt. Hơn nữa, vóc người của Tô Bối Bối này cũng không tốt giống như chân dài muội muội, sở dĩ hắn có hứng thú đối với Tô Bối Bối. Thật ra thì cũng bởi vì tương đối quen thuộc với Tô Bối Bối một chút. Trước đó không lâu, gần như tất cả người quen của hắn đều đột nhiên biến mất. Mà bây giờ, Hạ Thiên nhìn thấy Tô Bối Bối, thật ra thì ở sâu trong lòng cũng có một chút cảm giác thân thiết, lại phát hiện bây giờ dáng người của Tô Bối Bối tốt như vậy, hứng thú của hắn đương nhiên sẽ càng lớn. Nhưng, đối với Hạ Thiên thì chuyện quan trọng nhất bây giờ là được mấy người thần tiên tỷ tỷ chân dài muội muội về. Đương nhiên Bây giờ hắn cũng không quá lo lắng cho các nàng, trước đó hắn đúng là tin các nàng là an toàn, mà bây giờ biết các nàng đi Tiên Vân Đại Lục thì càng thêm xác định các nàng rất an toàn. Mặc dù hắn đã từng hủy đi pháp trận kết nối giữa hai thế giới, nhưng hắn cũng biết, người vợ yêu nữ cơ thanh ảnh kia của hắn chắc chắn đã lưu lại một tay. Mà lần này, các nàng cùng đi Tiên Vân Đại Lục, hơn phân nửa cũng là công lao của cơ thanh ảnh, mà bây giờ, lấy công lực của các nàng muốn đưa toàn bộ đảo thần tiên đến tiên vân đại lục cũng không phải việc khó gì. Duy nhất làm cho Hạ Thiên không nghĩ ra là, vì sao các nàng không mang hắn đi cùng chứ? Chẳng lẽ, các nàng đi tiên vân đại lục còn có nguyên nhân khác? Nhưng đến cùng là nguyên nhân gì mà hắn phải tu luyện nghịch thiên đệ tám châm chứ? Thật ra, Hạ Thiên cũng từng có chút buồn bực, hắn quyết định chờ sau khi hắn tìm được những người vợ đó thì nhất định phải đánh mỗi người đủ một trận. Chân dài muội muội thì nhất định phải đánh cho vô cùng tàn nhẫn nhất, Thần Tiên tỷ tỷ cũng phải đánh tượng trưng một trận, những người vợ này của hắn quá không ra gì, có chuyện gì không thể nói rõ sao? Nhất định phải chơi loại trò chơi giải đố này. Mặc dù hắn là thiên tài, nhưng vẫn có vài câu đố hắn cũng không đoán ra được, giống như đến bây giờ, hắn cũng không nghĩ ra được bộ quần áo của chân dài muội muội phải cởi như thế nào. Ngay khi Hạ Thiên có chút buồn bực thì điện thoại di động của hắn lại vang lên. Hạ Thiên cầm qua điện thoại nhìn qua, phát hiện điện thoại lại là y tiểu âm gọi tới, lập tức nghe điện thoại, vợ y y, người lại nhớ ta phải không? Người đang ở đâu đấy? Người đến chỗ A cửu một chuyến đi, bên phía nàng gặp chút phiền phức. Trong giọng nói của y tiểu âm có hơi vội vàng, người cố gắng nhanh lên một chút, nàng đang ở bệnh viện. chương 1623, chạy về thành phố Quế. Vợ y y, ta đã trở về Giang Hải. Hạ Thiên đáp lại, hắn biết bệnh viện mà y tiểu âm nói tới chắc chắn là bệnh viện y nhân các ở thành phố Quế. Người trở về Giang Hải, y tiểu âm rõ ràng có chút bất ngờ, người trở về đó lúc nào. Ừ, mới sáng nay, Hạ Thiên cũng không có dấu giếm, vợ y y, nếu bên cửu nha đầu không có chuyện gì quan trọng thì thôi, hơn nữa nha đầu kia cũng không nghe lời, ta lười quan tâm nàng. Vậy làm y nhân thì sao? Y tiểu âm có chút nghĩ không thông, ra hỏa này cứ vậy chạy về Giang Hải, chẳng lẽ hắn không thèm để ý đến Lam Y Nhân nữa? Y Tiểu Âm vốn dĩ cảm thấy nếu hắn muốn lừa gạt Lam Y Nhân vào tay, vậy thì sẽ phải ở thành phố Quế thời gian dài hơn. Nàng hoàn toàn không nghĩ đến, Hạ Thiên lại chạy về Giang Hải sớm như vậy. "Vợ Y Y, đương nhiên là ta mang theo vợ tiểu Y Y về Giang Hải rồi." Hạ Thiên đáp. Hạ Thiên dừng lại một chút, bổ sung, "Vợ Y Y à, người đừng ăn dấm, nếu như ngươi cũng muốn đến Giang Hải thì ta có thể đi đón ngươi." không có ai ghen tị ở đây cả. Y tiểu âm tức giận nói, ngươi không thể ở thành phố Quế lâu hơn một chút sao. Ta đã nói bên đó vẫn còn việc chưa giải quyết xong. Vợ y y, Giang Hải cách thành phố Quế không xa, ta có thể đi qua đó chưa tới một tiếng. Hạ thiên lười biếng nói, nhưng ta không thích chỗ kia, nơi đó có nhiều kẻ thiểu năng lắm, nếu nàng ở đó thì ta sẽ lập tức đi tìm nàng. Nhưng nàng cũng đâu có ở đó, vậy nên ta cũng lười ở lại. Y tiểu âm im lặng mấy giây, sau đó mới nói, vậy bây giờ ngươi có thể đi tới thành phố Quế một chuyến nữa không? Ta không cách nào lập tức chạy tới đó, phía bên A cửu cần ngươi hỗ trợ, người trước đó ra tay với ninh lão gia tử chắc đã xuất hiện lần nữa. Chuyện đó à, vợ y y, chừng nào thì nàng tới tìm ta đây? Hạ thiên lại hỏi, ta bận rộn rất nhiều việc, y tiểu âm gần như trả lời theo bản năng. Vợ y y, ta không vội, thật ra thì ta có thể đi tìm nàng, hạ thiên lập tức đáp lại chỉ cần nàng không tránh ta nguyện ý ở bên ta vậy thì ta có thể đi tìm nàng bất cứ lúc nào việc đó để sau hãy nói tóm lại ngươi đi tới thành phố quế trước y tiểu âm đương nhiên biết hạ thiên đang ra điều kiện nàng đã sớm biết ra hỏa này không mốc chút nào căn bản là không thể qua mặt hắn được được thôi vợ y y ta sẽ đi xem một chút cuối cùng thì hạ thiên vẫn đồng ý muốn cho vợ y y lập tức nghe lời là chuyện không thể nào thực hiện tốt hơn hết là từ từ hành động hiện tại hắn cũng không bận người cố gắng nhanh lên nha sau khi nói xong y tiểu âm lập tức cúp điện thoại vợ y y lại cúp máy trước ta nữa rồi hạ thiên có chút không vui tiếp đó hắn quay đầu nhìn lại phát hiện lam y nhân đã tỉnh từ lúc nào đang nhìn hắn với đôi mắt xinh đẹp hạ thiên lập tức nở nụ cười với lam y nhân vợ tiểu y y vẫn là nàng ngoan hơn lam y nhân lại ngáp một cái y tiểu âm tìm anh à đúng vậy vợ Y Y bảo ta trở lại thành phố Quế Hạ Thiên gật đầu một cái vợ tiểu Y Y hay nàng ngủ tiếp đi ta đi xem một chút tối nay sẽ trở lại thành phố Quế không có gì để chơi ta chắc chắn sẽ rất nhanh trở về được làm Y Nhân lại ngáp một cái tiếp đó bĩu môi người ta còn đang buồn ngủ muốn chết đây do điện thoại của anh mới làm ta thức giấc làm Y Nhân trở mình quay lưng về phía Hạ Thiên đường cong kia quả thật quá chọc người ánh mắt của Hạ Thiên hiện lên chút lửa nóng, nhưng lần này lại không làm gì, sau đó hắn nhanh chóng nhảy ra ngoài từ cửa sổ. Đối với Hạ Thiên mà nói, từ Giang Hải đến thành phố Quế đúng là không cần nhiều thời gian, dù sao bây giờ hắn đã thuộc đường đi, đương nhiên, cái gọi là thuộc đường đi thật ra là tìm đúng phương hướng đi. Là người tu tiên, hắn không cần đi theo con đường chính, với hắn mà nói chỉ cần đi thẳng, mặc kệ trước đó là thứ gì, chạy tới trước là được. Ừm, trước kia còn có thể bay thẳng qua. Bây giờ công lực còn chưa khôi phục, không thể bay, nhưng hắn vẫn có thể chạy rất nhanh, bởi vì mấy năm nay, hắn vẫn học được một chút tiên môn thân pháp, ví dụ như xúc địa thành thốn học được năm đó. Đương nhiên, xúc địa thành thốn có yêu cầu về tu vi hơi cao một chút, nhưng Hạ Thiên còn có những thân pháp khác, bây giờ có thể phát huy tác dụng. Nhưng dù vậy Hạ Thiên cũng không phát huy được tốc độ của mình đến cực hạn, tóm lại, lần này hắn chạy đúng một tiếng là đã tới thành phố Quế. Một phút sau, Hạ Thiên đến đến y nhân các. Nói theo một ý nghĩa nào đó, Hạ Thiên xem như đã giúp y tiểu âm một chuyện, bởi vì sự xuất hiện của hắn nên một y nhân các khác đã hoàn toàn biến mất, ngay cả Lam y nhân cũng đi rồi, thế là từ nay về sau, thành phố Quế sẽ không còn tồn tại hai cái y nhân các nữa. Đương nhiên, danh sừng mỹ nữ đẹp nhất thành phố Quế chắc cũng phải đổi người rồi, đến nỗi biến thành ai thì khó mà nói. Thoạt nhìn thì bệnh viện y nhân các cũng không có gì khác với bệnh viện bình thường, Hạ Thiên đi thẳng tới phòng làm việc của viện trưởng, vừa vào cửa thì hắn lại ngạc nhiên phát hiện, trong phòng văn phòng viện trưởng còn có mấy người khác, một người trong đó chính là A Cửu. Mặt khác, còn có một nam một nữ, hai người kia hắn đều biết, chính là Điền Thành và Trương Gai của tổ trọng án cảnh sát thành phố. Chương 1624: Ta là thần y giỏi nhất thế giới này. Tại sao lại là các ngươi? Hạ Thiên có chút không vui vẻ khi nhìn thấy hai người đó thật ra thì hạ thiên không có gì bất mãn đối với điền thành nhưng hắn không thích gặp mặt trương giai nguyên nhân chủ yếu nhất không phải do trương giai không xinh đẹp mà bộ đồng phục cảnh sát của trương giai sẽ luôn khiến cho hạ thiên vô thức nhớ tới lãnh băng băng thật ra thì bây giờ hạ thiên nhìn thấy bất kỳ một nữ cảnh sát nào đều sẽ nhớ tới lãnh băng băng điền thành và trương giai cũng có chút kinh ngạc bọn hắn cũng rất muốn hỏi hạ thiên tại sao hắn lại ở đây lúc này hạ thiên cũng đã nhìn về phía a cửu lười biếng hỏi, cửu nha đầu, người lỡ chữa chết cho ai rồi phải không? Cho nên bây giờ bọn hắn tới bắt ngươi, xem ra y thuật của ngươi không tốt, không bằng ngươi tới học với ta. Ngươi mới chữa chết cho người khác, ta à, cửu hung ác trợn mắt nhìn Hạ Thiên, tức giận nói, ngươi đừng ở chỗ này nói hưu nói vượt, điền tổ trưởng và trương cảnh quan là do ta mời tới hỗ trợ. Ừm, um, nếu vậy thì vợ y y bảo ta tới đây làm gì? Hạ Thiên có chút buồn bực, nàng nói ngươi gặp phải phiền phức, nhưng ngươi lại không bị cảnh sát bắt, vậy thì có phiền phức gì chứ? Có vẻ ngươi rất hy vọng ta sẽ bị cảnh sát bắt à? Ta à, cửu trừng mắt với Hạ Thiên, tại sao cái tên khốn kiếp này lúc nào cũng nói chuyện khiến người khác bực mình như vậy? Cũng không phải rất hy vọng, Hạ Thiên thuận miệng nói, nhưng nếu ngươi bị tóm thì ta có thể mang ngươi rời khỏi cục cảnh sát, tiếp đó giam ngươi ở một nơi khác. Như vậy vợ y y cũng không thể nói là ta nhốt ngươi, sau đó thì ta sẽ có thể muốn làm gì với ngươi thì làm. Hạ Thiên vừa nói vừa đi tới một cái ghế rồi ngồi xuống, sau đó nhìn A Cửu, lẩm bẩm ưm, nên làm cái gì đây? Trước tiên chắc nên đánh đòn, cởi quần áo ra đánh hay là... Hạ Thiên, tên khốn kiếp này, người mau cầm miệng cho ta. A Cửu vô cùng xấu hổ, hắn nói lung tung cái gì vậy? Điền Thành và Trương Giai nghe được, trợn mắt há hốc mồm, đây, đây. Có vẻ Hạ Thiên rất thân quen với vị tiểu thư A Cửu kia. Hơn nữa theo như lời của Hạ Thiên, dường như hắn muốn làm chút chuyện không thể miêu tả đối với a cửu cửu nha đầu là một nha hoàn ngươi không thể tùy tiện hô to gọi nhỏ như vậy với chồng của tiểu thư nhà ngươi ngươi mà còn như vậy thì sẽ bị đòn đó biết không hạ thiên lười biếng nói nhưng mà thôi ta lười đi đánh ngươi ta nghĩ mình vẫn nên trở về giang hải vợ tiểu y y ngoan ngoãn hơn các ngươi nhiều nếu các ngươi không có việc gì thì ta đi chơi với nàng ấy đây hạ thiên nói xong thì đứng dậy nhìn như muốn rời đi nè ngươi chờ một chút a cửu lại có chút gấp gáp vất vả lắm tên khốn kiếp này mới tới đây làm sao nàng có thể để cho hắn rời đi được chứ không đợi hạ thiên nói cái gì a cửu lập tức nói tiếp ai nói ở đây không có chuyện gì ngươi khoan đi đã có bệnh nhân cần ngươi đi xem cái kia a cửu tiểu thư Hạ tiên sinh cũng là bác sĩ sao lúc này điền thành hỏi một câu nói thật là hiện tại điền thành cũng có chút buồn bực vốn dĩ bây giờ Hắn đang tra hỏi nhóm người tới từ tỉnh thành của Đạt Ca, nhưng bây giờ bản án kia đã hoàn toàn bị tỉnh thành tiếp nhận rồi. Trong cục cho điền thành lý do là tổ trọng án bọn hắn có quá nhiều bản án nên không có thời gian giúp được, mà tổ chức phạm tội của Đạt Ca vẫn luôn do cảnh sát tỉnh thành theo dõi, để cho bọn hắn tiếp tục phụ trách cũng là hợp tình hợp lý. Mà mọi người trong tổ trọng án đều cảm thấy, đây là cảnh sát bên tỉnh thành muốn cướp công lao, dù sao thì lần này chính là một bản án lớn. Dù biết là vậy nhưng Điền Thành cũng không thể nói cái gì, một mặt đúng là trên tay hắn có quá nhiều bản án, dạo gần đây thành phố Quế xảy ra rất nhiều chuyện, chỉ những việc liên quan tới nhà họ Tần, nhà họ Lam cũng đủ cho hắn sứt đầu bể chán. Vấn đề ở chỗ, cái chết của Tần Hải Duyệt, Tần Tân với Lam Tuấn Phong đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ manh mối nào, nếu không phải bên nhà họ Tần vẫn luôn tạo áp lực thì hắn đã lấy lý do sự cố ngoại ý muốn để kết án rồi. Bây giờ, có tiếp tục tra cũng tra không ra cái gì, còn nữa, 2 giờ trước, tổ trọng án lại nhận một báo án. Biên thành ngồi trong cục có chút phiền lòng, cho nên dẫn Trương Giai ra ngoài xử lý vụ án này. Thật ra vụ án đó không tính là phức tạp, chính là một vụ án cố ý gây thương tích. Trước mắt thì người bị hại đang ở trạng thái hôn mê, đến nỗi kẻ tập kích là ai thì bây giờ còn chưa rõ lắm. Trước đó đã có người gọi xe cứu thương chở người bị hại đến bệnh viện y nhân các, Điền Thành và Trương Giai là đến tìm A Cửu để tìm hiểu tình huống nhưng Điền Thành hoàn toàn không ngờ tới mình lại có thể gặp Hạ Thiên ở đây, hơn nữa nhìn qua thì Hạ Thiên và A Cửu còn có quan hệ không cạn với nhau. Đương nhiên, ta là thần y giỏi nhất thế giới này. Hạ Thiên báo ra biệt danh của mình với Điền Thành. Trương Giai thầm cười diễu trong lòng, người này thật giỏi khoác lác, còn thần y giỏi nhất nữa chứ. Đệ nhất thần côn, thánh nổ thì có. Điền tổ trưởng, Hạ Thiên đúng là thần y. Vào lúc này, A Cửu lại lên tiếng, người bị hại kia của các ngươi không đơn giản chỉ là bị tập kích. Chỗ của ta không dám tùy tiện cứu chữa, mà nếu đưa tới bệnh viện khác thì e rằng hắn chắc chắn phải chết, cho nên chúng ta cần hạ thiên hỗ trợ. Trương Giai lập tức choáng váng, gia hỏa kia thật sự là thần y. Người khác nói lời này nàng đương nhiên không tin, nhưng nếu như chính miệng A Cửu nói ra thì lại là chuyện khác. Bởi vì Trương Giai biết, A Cửu chính là chị em tốt của Y Tiên Y Tiểu Âm. Trương 1625, không biết đặt như thế nào à. Những năm gần đây, mặc dù A Cửu vẫn luôn xưng mình là nha hoàn trước mặt Y Tiểu Âm, ở trước mặt người ngoài, nàng cũng gọi Y Tiểu Âm là tiểu thư, nhưng mỗi lần Y Tiểu Âm giới thiệu A Cửu với người khác đều nói nàng là chị em tốt từ nhỏ đến lớn của bản thân, chính là kiểu tình cảm kháng khít như bản thân. Cho nên trên thực tế, trong mắt người ngoài đều xem A Cửu là khuê mật của Y Tiểu Âm. Đương nhiên, nếu ai không hợp với A Cửu, giống như Lam Y Nhân trước đây thì sẽ cố ý gọi nàng là nha hoàn. Trương Giai đương nhiên sẽ không cho rằng Nga Cửu là một nha hoàn, ngược lại nếu nàng ấy thực sự là nha hoàn thì đó cũng là nha hoàn của Y Tiên, bàn về thân phận và địa vị thì vẫn cao hơn một cảnh sát bình thường như nàng. Cửu nha đầu, gia hỏa bị bệnh kia đang ở đâu? Lúc này, Hạ Thiên lại lên tiếng, hắn rõ ràng không có tâm trạng để ý tới Trương Giai, chỉ muốn mau chóng giải quyết xong việc này, sau đó trở về thành phố Giang Hải còn về bản thân nha hoàn a cửu mặc dù bây giờ nàng rất dễ nhìn dáng người không tệ nhưng một nha hoàn không nghe lời chính là một nha hoàn không ngoan hư hơn vợ tiểu y y của hắn nhiều vẫn còn kém xa xa xương nha đầu đang mất thích cho nên hắn quyết định không chơi với nàng nữa đi theo ta a cửu đứng dậy đi ra ngoài hạ thiên đi theo điền thành và trương giai đương nhiên cũng không ngồi lại hai người nhanh chóng đứng dậy đuổi theo vì một phần là bản án của bọn hắn một phần khác bọn hắn cũng muốn tận mắt xem y thuật của Hạ Thiên, người tự xưng là thần y giỏi nhất thế giới. Chốc lát sau, A Cửu đã tiến vào một phòng bệnh, Hạ Thiên đi theo phía sau. Đây là phòng bệnh dành cho một người, trên giường bệnh có một nam nhân đang hôn mê, sắc mặt vàng như nến. Bên cạnh giường bệnh có một nữ nhân trẻ tuổi đang ngồi, nàng khoảng chừng 30 tuổi, dung mạo bình thường, vẻ mặt sầu lo. "A Cửu tiểu thư." Nữ nhân trẻ tuổi thấy A Cửu đi vào, vội vàng đứng dậy. Sau đó, nàng lại chào hỏi Điền Thành và Trương Giai, Điền cảnh quan, Trương cảnh quan, các ngươi cũng tới rồi. Cửu nha đầu, gia hỏa đó sắp chết rồi." Hạ Thiên nhìn thoáng qua nam nhân trên giường bệnh, thuận miệng nói. "Nếu không cần ngươi tới đây làm gì?" A à Cửu tức giận nói. "Cũng đúng." Hạ Thiên gật đầu một cái, tiếp đó nhìn về phía nữ nhân trẻ tuổi, "Ngươi là vợ của gia hỏa kia?" "A, à, không đúng, chắc không phải." "Ừm, gương mặt của các ngươi có chút giống nhau." hay là anh em a à, vẫn không đúng hắn ta chỉ nhìn hơi già nói như vậy ngươi là chị của hắn đúng rồi ta hỏi ngươi một vấn đề trước đó em trai của ngươi có rất nhiều tiền à ngươi ngươi tại sao ngươi lại biết những chuyện này trương giai đứng bên cạnh trợn mắt há mồm hắn chỉ mới nhìn một chút mà đã có thể suy đoán ra những chuyện kia hơn nữa còn rất chính xác vâng đúng trước đó em trai ta có mở công ty hình như làm trò chơi gì đó ta không hiểu lắm có một thời gian trò chơi kia rất nổi, cho nên khi đó em trai ta có rất nhiều tiền. Nữ nhân trẻ tuổi gật đầu, "Sau này, sau này hắn tìm được một người vợ, cũng không biết như thế nào, mấy năm sau đã mất sạch toàn bộ gia sản, nữ nhân kia cũng chạy mất, bây giờ." Nói như vậy, người không biết chuyện trước đó có một bác sĩ thường chữa bệnh cho em trai mình. Hạ Thiên nhìn nữ nhân trẻ tuổi, tiếp tục hỏi, "Chữa bệnh? Hình như trước đó em trai ta không có bệnh gì hết mà." nữ nhân trẻ tuổi có chút sững sờ, rõ ràng nàng không biết gì hết. Xem ra người thật sự không biết gì cả, ta thấy vẫn nên cứu hắn ta tỉnh lại trước. Hạ thiên đưa tay về phía A cửu, cửu nha đầu, đưa cho ta một cây châm bạc. Trên người ngươi không có sao, A cửu tức giận hỏi, nàng mới không tin trên người gia hỏa này không có cây châm bạc nào. Có, Hạ thiên thuận miệng nói, nhưng bây giờ ta lại thích có một nha đầu xinh đẹp ngoan ngoãn đặt châm bạc lên tay ta, nếu không thì ta sẽ không chữa bệnh. Ngươi, A Cửu có chút tức giận, nhưng cũng không thể làm gì, đành phải lấy ra một cây châm bạc ném về phía Hạ Thiên, đây cho ngươi. Hạ Thiên không có bắt lấy, châm bạc rơi trên mặt đất. Cửu nha đầu, người có hơi ngốc nha, người không rõ cái gì gọi là ngoan ngoãn đặt cây châm bạc lên tay ta. Hạ Thiên nhìn A Cửu, có chút ngạc nhiên hỏi. Khốn kiếp, người đủ chưa? A Cửu nghiến răng nghiến lợi, tên khốn kiếp này quả thực không thể hiểu thấu, khư vậy được ta đi đây gặp lại sau nha cửu nha đầu hạ thiên quay người nhanh chóng đi ra ngoài nè ngươi đứng lại đó a cửu lập tức vội vàng hô một câu nhưng hạ thiên cũng không có dừng lại tiếp tục đi ra ngoài phòng bệnh a cửu chợt lách người chặn trước cửa phòng bệnh nhưng hạ thiên lại cứ đi thẳng về phía trước a cửu căn bản không kịp trốn tránh cho nên đã bị hạ thiên đụng vào một giây sau a cửu phát hiện mình đã bị hạ thiên ôm lấy audio điện tử võ tấn bền hết tập 95